Thiên đạo đồ thư quán Trương Huyền. Chương 141, ngươi là đồ súc sinh. Suốt cục, dưới sự vùng vẫy của Tôn Cường, Trương Huyền đã đánh hắn bất tỉnh. Tôn Cường hôn mê, ngón tay của Trương Huyền đụng vào, trong đầu óc lập tức xuất hiện thư tịch. Tới giờ Trương Huyền mới hiểu được, người tỉnh táo, chỉ cần đánh ra quyền, dù cho không phải võ kỹ thì cũng sẽ hình thành thư tịch. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, nội dung ghi chép cũng không bao giờ hết bởi vì con người là sinh mệnh biết học tập chỗ thiếu sót cũng không thể chỉ có một chỗ cho tới người hôn mê cũng giống như vật phẩm chỉ cần đụng vào thì cũng sẽ xuất hiện thư tịch giữa hai thứ không hề có xung đột khác biệt cũng rất đơn giản chính là có ý thức hay không biết thư viện còn có thuộc tính này trương huyền thở phào nhẹ nhõm lần sau gặp phải tình huống như của thê tử lăng thiên vũ chỉ cần sờ là được cũng không cần phải luống cuống tay chân Lão gia, trưởng lão Đỗ gia Đỗ Mạc Hiên đến đây bái kiến. Audio điện tử võ tấn bền. Tôn Cường tỉnh lại, trước kiểm tra một chút, phát giác ra trên người cũng không bị xâm phạm, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, vội vã đi ra ngoài, một lát sau đã đi đến bẩm báo. Đỗ gia trưởng lão, bảo hắn vào đi. Trương Huyền khoát tay áo một cái, ngồi trở lại chỗ ngồi của mình. Xem ra chuyện của Lăng Thiên Vũ Lan truyền rất nhanh đã có người chủ động đến đây. Người nói người tận mắt nhìn thấy, tên Tôn Cường kia chính miệng nói nơi này có một vị danh sư ở lại sao? Ngoài cửa, Đỗ Mạc Hiên không nhịn được nhìn về phía nhi tử mình. Bởi vì ốm đau dai dẳng, tu vi tổn thất lớn, cho nên sau khi nghe được có danh sư đến hắn lập tức mất đi sự bình tĩnh. Trên đường đi từ từ tỉnh táo lại, cũng cảm giác được có chút không đúng. Danh sư sao lại không có chút tiếng tăm gì mà lại xuất hiện ở đây? trong đình viện bé như vậy chứ. Hơn nữa, danh sư chân chính, đệ tử như mây, phô trương rất lớn, tại sao lại thuê chủ một cửa hàng môi giới nhỏ làm quản gia chứ? Nhiều chuyện cộng lại, đều có vẻ không hợp lý lắm. Là tôn cường chính miệng nói, chuyện của lăng thiên vũ thì con tận mắt nhìn thấy. Đỗ viễn giải thích, ừm, đỗ mạc hiên gật gù. Mặc kệ đối phương có phải là danh sư thật hay không, đối với hắn mà nói, đây vẫn là một cơ hội, nếu như là tên lừa đảo hắn trực tiếp rời đi là được kẹt kẹt cửa viện mở ra tôn cường đi ra ngoài lão ra nhà ta vừa vặn nhàn rỗi mời vào hai phụ tử đỗ mạc hiên đỗ viễn liếc mắt nhìn nhau nhấc chân đi vào bên trong bố cục của đình viện nhìn qua mang theo khí thức dung tục của thương nhân không có một chút đặc sắc nào cả đỗ mạc hiên đi về phía trước càng đi càng cảm thấy đối phương có khả năng là tên lừa đảo rất nhanh đã đi tới chính sảnh lão gia, vị này chính là Đỗ Mạc Hiên trưởng lão và công tử Đỗ Viễn của hắn. Tôn Cường nói, ừm, um. Trương Huyền xoay người lại, vẫy tay, mời ngồi. Vâng, hai người Đỗ Mạc Hiên ngồi xuống trên vị trí của khách, đồng thời lặng lẽ quan sát vị danh sư trước mắt này. Nhìn qua chừng 40 tuổi, nhưng da rẻ có vẻ bóng loáng hơn không ít, tuổi thực tế chắc càng thấp hơn. Trong lòng Đỗ Mạc Hiên run rẩy một cái. Đây là thay đổi dung mạo. Khi hắn còn trẻ từng ra ngoài rèn luyện, kiến thức rộng rãi, đối với loại thủ đoạn thay đổi dung mạo này hắn cũng biết một ít. Nếu như là danh sư thật sự, vì sao phải thay đổi dung mạo cơ chứ? Rất hiển nhiên, là giả. Không cẩn thận, đối phương đang kẻ sướng người hợp với Lăng Thiên Vũ, là do nhi tử của hắn không có kiến thức gì cho nên mới bị lừa. Nghĩ tới đây, trong lòng lạnh lẽo, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Nhìn thấy vẻ mặt của hắn, Trương Huyền có chút buồn bực chẳng lẽ tên này không biết chuyện của lăng thiên vũ rồi mới chạy tới đây hay sao sao lại dám đối xử với danh sư như vậy chứ hắn không nói lời nào đỗ mạc hiên cũng không mở miệng chính sảnh lập tức yên tĩnh lại bầu không khí có vẻ hơi lúng túng là như vậy phụ thân ta từng bị bệnh nặng tu vi tổn thất lớn nghe nói dương sư tới đây vì lẽ đó muốn mời dương sư xem bệnh xem còn có phương pháp nào cứu chữa nữa không thấy phụ thân không nói lời nào vẻ mặt đố viễn sốt ruột, vội vàng mở miệng. Khi phụ thân đến không phải rất gấp hay sao? Làm sao khi tới đây lại không nói lời nào, ngộ nhỡ vì thế mà đắc tội với dương sư, như vậy sẽ rất thảm đó. Ta là y sư sao? Nhí mắt trương huyền nhấc lên. Nếu như đã ngụy trang danh sư, đương nhiên phải có uy nghiêm của danh sư, thái độ của đối phương rất hoài nghi, nếu như bản thân vội vàng trị liệu cho đối phương, chẳng phải sẽ tự làm mất thân phận hay sao? Không, không phải đỗ viễn sợ hết hồn vội vã kéo tay phụ thân phụ thân ồ là tiểu nhi nói chuyện không rõ ràng kính xin dương sư thứ lỗi xác định người trước mắt có khả năng là một tên lừa đảo đỗ mạc hiên không còn cung kính như trước đó nữa chỉ là hắn vẫn làm đủ lễ tiết chỉ là phương diện tu vi của ta có chút vấn đề nghe dương sư đến đây cho nên lúc này mới không nhịn được muốn học tập một hai mong dương sư vui lòng chỉ giáo tu vi có vấn đề. Nghe thấy lời của đối phương, Trương Huyền đã biết hắn đã hoài nghi mình, cho nên hắn nghi hoặc nhíu mày. Bất kể là khí độ hay là cái gì hắn cũng không có vấn đề gì, làm sao đối phương lại đi hoài nghi cơ chứ? Cũng khó trách hắn không phát giác ra được, kiếp trước hắn chỉ là một nhân viên quản lý sách báo, là một trai tân chân chính, giả bộ một chút, lừa loại thương nhân không có kinh nghiệm giang hồ như Lăng Thiên Vũ thì cũng thôi đi. Thế nhưng muốn lừa gạt người từng trải như Đỗ Mạc Hiên, Quả thực vẫn còn non một chút. Phụ thân, nghe thấy phụ thân mình nói chuyện không quá khách khí, trực tiếp nói chuyện như vậy với danh sư, Đỗ Viễn rất là sốt ruột. Phụ thân luôn luôn trầm ổn, sao ngày hôm nay lại lỗ mãng như thế chứ? Đối phương là danh sư, ngay cả Lăng Thiên Vũ cũng phải đứng ở bên ngoài một đêm mới có thể tiếp kiến được. Chúng ta không cần khổ cực như vậy, có thể trực tiếp đi vào, phải quý trọng cơ hội này mới được, sao lại? Ồ Ngươi muốn học tập thế nào? Tuy rằng kỳ quái vì sao đối phương lại hoài nghi, thế nhưng Trương Huyền lại không có một chút lo lắng nào, hắn có chút hứng thú nhìn sang. Hắn ngụy trang danh sư, cũng không tính là lừa gạt, thiên đạo đồ thư quán trong tay, coi như danh sư chân chính cũng kém sa ta tiết tắp, cho nên. Không phải ngươi hoài nghi hay sao? Vậy ta sẽ khiến cho ngươi không dám hoài nghi. Ta mới vừa học một bộ võ kỹ, có chút không thông hiểu đạo lý, hy vọng Dương Sư góp ý giúp ta. Đỗ Mạc Hiên nói một tiếng rồi đứng dậy. Theo hắn thấy, người trước mắt này nhất định là một tên lừa đảo, giả mạo danh sư. Vậy ta sẽ đánh một bộ quyền, để ngươi xem một chút, chờ tới khi ngươi không nói ra được, ta sẽ lại vạch trần trước mặt ngươi. Phút phút, nói xong cũng không chờ Trương Huyền trả lời, nắm tay hắn nắm chặt, lập tức đứng dậy di chuyển ở trong phòng. Không hổ là thiên tài năm đó, quyền phong gào thét, lực lượng 10 phần, làm cho người ta có một loại cảm giác bị áp chế mãnh liệt, võ kỹ cũng rất cao minh, chiêu số khiến cho người ta kinh ngạc. Trước đó Đỗ Mạc Hiên là cao thủ tích huyệt cảnh, bởi vì bệnh nặng cho nên mới bị hạ thấp, biến thành đỉnh lực cảnh. Chỉ là, lực lượng cũng không suy giảm, loại lực lượng này so với tích huyệt cảnh sơ kỳ, trung kỳ bình thường, cũng có thể chiến một trận. Khó trách đỉnh lực cảnh có thể làm trưởng lão đỗ ra, quả thực có thực lực này. Phù, thu quyền rồi đứng thẳng, hắn đã đánh xong một bộ vũ kỹ. Kính xin Dương Sư chỉ điểm. Đỗ Mạc Hiên ôm quyền, ánh mắt lóe sáng nhìn qua bên này, hắn muốn nhìn một chút xem tên lừa gạt này có thể nói ra cái gì. Muốn chỉ điểm cho ngươi. Biết suy nghĩ của hắn, vẻ mặt Trương Huyền hờ hững nhìn qua. Vâng, Đỗ Mạc Hiên lạnh nhạt nói. Bộ quyền pháp này của ngươi mở ảo, luyện không tệ, chắc đã đến đệ tam trọng, thế nhưng... Dường như ngươi hơi không khống chế được lực lượng trong cơ thể mình, nếu như ta không nhìn lầm." Trương Huyền nói đến đây, mí mắt nhấc lên, mang theo nụ cười ý vị thâm trường. "Ngươi là Súc Sinh a?" Chương 142, Quỳ ở bên ngoài. "Cái gì?" Nghe thấy hắn nói như thế, tất cả mấy người tôn cường bên trong phòng đều ngây người. Đặc biệt là Đỗ Viễn, sắc mặt hắn lần nữa trở nên rất khó coi. Coi như phụ thân không luyện tốt, đường đường là danh sư, tại sao có thể trực tiếp nhục mạ phụ thân hắn là đồ xúc sinh cơ chứ? Chuyện này quả thật chính là sỉ nhục nhân cách. Dương sư, coi như phụ thân ta mạo phạm thì ngươi cũng không cần nhục mạ như vậy chứ. Trong lòng đã có quyết tâm, tâm tư quần là áo lượt chiến thắng sợ hãi, đỗ viễn cắn răng nói. Nhục mạ. Trương Huyền lắc đầu một cái, nói. Ngươi hỏi phụ thân ngươi một chút, có phải ta đang mắng hắn hay không? Phụ thân. Đỗ Viễn quay đầu nhìn về phía Đỗ Mạc Hiên, không nhìn thì còn không cảm giác được, vừa nhìn qua, nhất thời sợ hết hồn. Chỉ thấy toàn thân phụ thân hắn run rẩy, không còn vẻ bình tĩnh như trước nữa. "Kính xin Dương sư cứu ta." Phịch phịch. Trong lúc hắn đang nghi ngờ thì đã nghe phụ thân kêu một tiếng rồi quỳ xuống mặt đất. "Cái gì?" Đỗ Viễn bối rối. Vẻ mặt Tôn Cường cũng trở nên kỳ quái. "Có phải Đỗ Mạc Hiên này đầu óc có bệnh?" hơn nữa trong lòng còn thích bị tra tấn hay không mới vừa rồi giọng nói còn cứng rắn oai phong vô cùng kết quả lão ra mắng một câu đồ xúc sinh đã trực tiếp quỳ xuống tiểu cường tiễn khách không để ý tới đỗ mạc hiên vừa quỳ xuống trương huyền vung tay đùa giỡn người coi ta là ai chứ nói hoài nghi là hoài nghi nói tin tưởng là tin tưởng vâng tôn cường đi tới hai vị xin mời là ta có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, kính xin Dương Sư cho ta một cơ hội. Nghe thấy câu tiến khách, Đỗ Mạc Hiên sợ hết hồn, liên tục dập đầu, trong lòng tràn ngập hối hận. Nếu hắn tin nhi tử mình sớm thì sao lại xuất hiện tình huống như thế cơ chứ? Lần này thì tốt rồi, nghi ngờ danh sư, tương đương với ngang nhiên khiêu chiến thân phận và quyền uy của đối phương, đối phương không tức giận mới là lạ. Thấy đường đường là trưởng lão đỗ ra mà lại quỳ và liên tục dập đầu, tôn cường cũng không biết làm sao bây giờ vội vàng nhìn sang sao vậy lời của ta không có tác dụng sao lông mày vừa nhíu trương huyền không giận mà tự uy vâng tôn cường run rẩy một chút lại vung tay nói người đâu mau mời đỗ trưởng lão đi ra ngoài nghe thấy hắn dặn dò mấy tên hộ vệ nhanh chóng đi tới đỗ trưởng lão xin mời mấy tên hộ vệ đi tới trước mặt hai người phụ thân đến lúc này trong lòng đỗ viễn vẫn còn choáng váng vì sao phụ thân lại bị dương sư mắng là đồ xúc sinh không những không tức giận mà lại còn quỳ xuống xin cứu là ta lỗ mãng ta đã biết sai rồi ta sẽ chờ ở bên ngoài xin dương sư tha thứ đỗ mạc hiên dập đầu không đợi hộ vệ đuổi ra ngoài thì đã dẫn đầu đi ra ngoài đỗ viễn theo sát bên cạnh hắn rời khỏi phủ đệ đi tới ngoài cửa đầu gối hắn mềm nhún quỳ gối ở giữa đường không nhúc nhích phụ thân. Đỗ Viễn có cảm giác như sắp phát điên. Phụ thân đã từng là cạnh tranh chức vị tộc trưởng, coi như hiện tại chỉ là trưởng lão phổ thông, thế nhưng cũng cao quý hơn nhiều so với trưởng lão bình thường, không ngờ lại trực tiếp quỳ xuống trên đường lớn. Rốt cuộc là tại sao? Lẽ nào là bởi vì đối phương mắng một câu, đồ xúc sinh? Lẽ nào, phụ thân thật sự có chút tâm lý thích bị tra tấn? Người cũng quỳ xuống, hắn còn chưa kịp suy nghĩ nhiều thì đã nghe thấy đỗ mạc hiên lạnh lùng nói phụ thân đỗ viễn cắn răng một cái con không hiểu vị dương sư này là danh sư chân chính vừa nãy ta mở miệng nói lung tung đã đắc tội với hắn cho nên phải cầu xin đối phương tha lỗi danh sư không thể làm nhục cho dù có chút xem thường thì cũng không được đỗ mạc hiên quát lớn quỳ xuống hiện giờ chúng ta chỉ có cầu khẩn hắn không tính toán bởi vì Hắn là danh sư thật sự, chỉ có hắn mới có thể trị khỏi được bệnh của ta. Hắn có thể trị khỏi sao? Đỗ Viễn mê man, có vẻ như vừa nãy Dương sư cũng không có nói gì a. À. Chỉ có mắng một câu ngươi là đồ xúc sinh, lẽ nào bởi vì câu này, cha hắn đã kết luận như vậy? Càng nghĩ càng không biết chuyện gì xảy ra, cả người có cảm giác như sắp hôn mê. Lão gia, hai người Đỗ trưởng lão đang quỳ ở trước cửa. Nghe thấy thuộc hạ báo cáo, vẻ mặt tôn cường có chút kỳ quái nhìn về phía lão gia đang ở trước mắt có phải lão gia có ma lực gì đó hay không vừa mới bắt đầu đỗ mạc hiên không có một chút tôn trọng nào ngữ khí cũng không được tốt lắm kết quả lão gia mắng một câu đối phương lại sợ đến mức trực tiếp quỳ xuống thậm chí ngay cả đi về cũng không dám đi nếu không phải tận mắt nhìn thấy tuyệt đối sẽ cảm thấy có phải đang nói mơ giữa ban ngày nói hưu nói vượn hay không thế nhưng sự thực đang ở trước mắt khiến cho người ta không tin không được. Cả nhà ngươi có khỏe không? Sờ lão bà ngươi, ngươi là đồ xúc sinh, xem ra danh sư thích nói như vậy thật. Tôn Cường tổng kết ra kinh nghiệm. Không nói tới Đỗ Mạc Hiên này, lúc đối mặt với Lăng Thiên Vũ dường như cũng là như vậy, lúc đó trong lòng vị phú hào ức vạn này rất là phẫn nộ, kết quả lão ra trực tiếp hỏi người cả nhà ngươi có khỏe không? Tiếp theo lại muốn sờ lão bà của người ta. Xem ra danh sư cũng không đi con đường bình thường, yêu thích chuyện giật gân thật đó. Nhưng chuyện giật gân như vậy lại vô cùng hữu hiệu. Xem ra những người gọi là thương nhân, trưởng lão này cũng thích mềm không thích cứng. Như vậy chẳng phải sau này ta cũng có thể thử một chút hay sao? Đột nhiên nhớ tới cái gì đó, hai mắt tôn cường sáng lên. Theo hắn thấy, nhanh như vậy mà Đỗ Mạc Hiên đã thay đổi thái độ, đó là bởi vì lão ra tức giận. Xem ra sau này nếu như bản thân hắn gặp những người này, cũng không cần phải vâng vâng dạ dạ, hẳn phải khí thế vô song khi nói chuyện phải nâng cao khí độ như vậy mới có thể thật sự khiến đối phương kinh sợ không thấy vị đỗ trưởng lão này một lần đã bị kinh sợ tới mức quỳ xuống sao tâm tư của tôn cường càng ngày càng linh hoạt sau này lão gia không có mặt tìm một cơ hội thử xem nếu thành công lão gia cũng sẽ nhìn ta với cặp mắt khác xưa trong lòng hắn tràn ngập hưng phấn ồ cứ để bọn họ quỳ đi không biết trong nháy mắt tên trước mắt này đã suy nghĩ được nhiều như vậy, Trương Huyền tùy ý vung vung tay lên rồi nói. Lão ra, hiện giờ chúng ta làm gì đây? Tôn Cường hỏi. Trương Huyền hơi nhướng mày. Đây cũng là chuyện mà hắn đang suy nghĩ. Chờ người khác cảm kích rồi đưa tiền ra như vậy cũng không phải là một biện pháp. Cũng giống như Lăng Thiên Vũ vậy, vừa ra tay đã là 100 vạn, nhìn qua thì rất nhiều, nhưng tranh lệch với 2.300 vạn vẫn quá to lớn. Thế nhưng nếu như mở miệng đòi tiền, lại không phù hợp với thân phận danh sư, sẽ làm cho người ta dán lên trên người hắn cái nhãn mác tên lừa đảo. Không lấy tiền, người khác tự đưa thì có thể đưa được bao nhiêu chứ? Ngộ nhớ đối phương coi mình thân là danh sư, không quan tâm tới vật ngoại thân, chú trọng tình cảm, chẳng phải hắn sẽ thương tâm, khóc tới chết hay sao? Nghĩ một hồi, Trương Huyền mở miệng nói: "Ta đi ra ngoài một chuyến, không cần đi theo. Như vậy đi." người đi giúp ta làm một chuyện nói xong trương huyền nói tỉ mỉ chuyện mình muốn giao cho đối phương làm một lần này chuyện này nghe thấy hắn giao chuyện này hai con mắt của vị quản gia này trợn tròn trợn mắt há hốc mồm như vậy cũng được sao đi đi trương huyền cũng không giải thích vâng có kinh nghiệm mấy lần trước hắn biết lão gia làm bất cứ chuyện gì đều có lý do của mình cho nên hắn cũng không hỏi thêm nữa hắn xoay người đi ra ngoài không lâu sau đã quay trở lại rất hiển nhiên chuyện trương huyền giao cho hắn đã được sắp xếp xong nếu như có người đến tìm cũng để cho họ ở ngoài cửa chờ trương huyền không nói thêm nữa mà đứng dậy đi ra khỏi phủ đệ đi tới ngoài cửa không hề liếc mắt nhìn đỗ mạc hiên đang quỳ trên mặt đất sau đó xoay người rời đi phụ thân nhìn thấy vị dương sư này rời khỏi phủ đệ không để ý đến mình đỗ viễn không nhịn được hô người ta đã đi rồi, còn quỳ ở đây làm gì chứ? Ta làm như vậy, không phải để cho Dương sư xem, mà là biểu hiện một loại quyết tâm và thái độ thay đổi nhận sai. Nếu như hiện giờ ta đứng dậy rời đi, e rằng sau này sẽ không có cách nào giải quyết được vấn đề trên người nữa. Biết trong lòng nhi tử đang nghĩ cái gì, Đỗ Mạc Hiên giải thích. Con biết rồi. Đỗ Viễn có chút ủ rũ cúi đầu. Đường đường là trưởng lão Đỗ gia, đã từng là người cạnh tranh ngôi vị người thừa kế lại quỷ gối giữa đường lớn. Chuyện này là sao đây? chương 143, lấy tiền một Các ngươi đã nghe nói chưa? Trước đó lăng đại nhân tìm lão ra nhà chúng ta xem bệnh, vừa ra tay đã lấy ra 100 vạn kim tệ, thực sự là hào khí. Nhưng vào lúc này, trong viện vang lên tiếng nói thầm cố ý đè thấp thanh âm. Xem ra có lẽ là những hộ vệ gác cổng kia nhìn thấy lão ra rời đi cho nên mới thấp giọng thảo luận. Một trăm vạn, thật hay giả vậy? Một tên hộ vệ có chút không tin. Đương nhiên là sự thật rồi, ta đã tận mắt nhìn thấy, chính xác trăm phần trăm. Một trăm vạn kim tệ, đối với chúng ta là con số trên trời. Thế nhưng đối với danh sư như lão gia thì lại không đáng kể chút nào. Ta nghe tôn ca nói, lão gia thu nhập chỉ là vì muốn để cho đối phương an lòng, không muốn để cho người khác nợ ân tình của người. Tên hộ vệ thứ nhất cười nói, Ngươi vừa nói như vậy ta lại nghĩ tới một chuyện, lúc trước lăng đại nhân quỳ ở đây một đêm, vốn lão gia không muốn để ý tới, là tôn ca nhét cho hắn không ít tiền, tâm địa tôn ca thiện lương, hỗ trợ nói chuyện. Lúc này hắn mới được đi vào. Tên hộ vệ thứ hai cảm khái nói. Tuy rằng hai người hạ thấp âm thanh, thế nhưng nơi đứng lại chỉ cách đường phố một cái cửa lớn, đỗ viễn thực lực thấp, có khả năng không nghe được rõ ràng, thế nhưng đỗ mạc hiên lại nghe rõ ràng. Viễn nhi, người đừng quỳ nữa bây giờ trở lại gia tộc mang thích chữ những năm này của ta tới đây ánh mắt đỗ mạc hiên sáng lên kinh nghiệm giang hồ của hắn phong phú nhưng đều là chi thức luận võ chiến đấu tranh luận đồ vật với người ta trên phương diện hối lộ đưa tiền thì lại không sánh bằng thương nhân trước đó hắn căn bản không nghĩ tới chuyện đưa tiền thế nhưng vừa nghe được đoạn đối thoại hắn tức thì hiểu ra đúng vậy danh sư tự thị thân phận không cần tiền thế nhưng quản gia cần a phủ đệ, người hầu, ăn uống, chỗ nào mà không dùng tiền cơ chứ. Người ta tìm thầy thuốc cũng phải trả tiền, bản thân hắn tay không mà đến, đối phương có thể gặp mặt hắn mới là chuyện quái gì. Tốt, đố viễn không rõ vì sao, thế nhưng nghe thấy phụ thân nói vậy hắn cũng lập tức đứng dậy. Ta nghe nói bởi vậy mà tôn ca còn bị lão ra mắng cho một trận, dường như trước đó lăng đại nhân đã đắc tội với lão ra, lại còn dám nghi ngờ người. Tôn nghiêm của danh sư không thể làm nhục, 100 vạn kim tệ mà đã cầu xin được. Như vậy sau này uy nghiêm của lão gia ở đâu? Lão gia còn nói, chỉ có lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nói thật, 100 vạn ở trong mắt chúng ta là trời, thế nhưng đối với lão gia, ngay cả tư cách cầu xin cũng không có. Tên hộ vệ thứ nhất nói tiếp. Đúng vậy, chuyện này, vừa nãy khi ta đi ngang qua tiền viện cũng đã nghe người ta nghị luận qua một lần, ta còn tưởng rằng là giả. Tên hộ vệ thứ hai nói tiếp. Bên ngoài, trước tiên không vội. Đỗ Viễn còn chưa có rời đi thì đã nghe thấy thanh âm của phụ thân mình tiếp tục vang lên bên tai. Con trở về lấy đan dược quý giá mà trước đó ta đã mua được, bán đi tất cả, còn có da man thú mà ta tích góp được cũng bán đi, sau đó mang tiền tới đây. Phụ thân, Đỗ Viễn sững sờ. Phụ thân làm gì vậy? Vừa mang tiền tới, lại còn bán đồ. Phí lời, đương nhiên là sự thật rồi. Ta đã hỏi qua tôn ca, hắn nói lúc trước lăng đại nhân đưa ra 100 vạn, lão ra không thèm liếc mắt. Sở dĩ hắn xuất thủ chữa trị, chủ yếu là bởi vì thê tử của lăng đại nhân sắp chết, cứu người một mạng còn hơn xây bảy cấp phù đồ. Nếu như người đến đây cầu hắn, nhảy nhót tưng bừng, thân thể hoàn hảo không bị thương, thậm chí còn có thể đánh ra võ kỹ thì chắc chắn hắn sẽ không để ý tới. Thanh âm của tên hộ vệ thứ nhất tiếp tục truyền đến. A, à, thân thể Đỗ Mạc Hiên run rẩy một cái, cắn răng rồi tiếp tục dặn dò đỗ viễn. Đi, cả thanh kiếm kia của ta cũng bán, còn có. Không phải tam trưởng lão vẫn luôn muốn có được mấy sản nghiệp mà ta khống chế hay sao? Người đi nói với hắn, chỉ cần trả tiền, như vậy tất cả những sản nghiệp này đều là của hắn. Phụ thân, đây là thứ quan trọng nhất đối với phụ thân hắn ở trọng gia tộc, một khi bán sạch đi, sau này phụ tử hắn nên làm sao bây giờ? Trường 144, lấy tiền 2. Đỗ viễn bối rối. Còn không đi mau. Đỗ mạc hiên lần thứ hai lên tiếng. Thấy vẻ mặt của phụ thân nghiêm khắc, đỗ viễn không dám phản bác mà vội vàng xoay người rời đi. Võ ký cũng có thể đánh, như vậy đã nói rõ thân thể không thành vấn đề. Người như thế mà còn dám nghi ngờ danh sư, thực sự là đầu óc có vấn đề. Tên hộ vệ thứ hai bĩu môi nói. Tuy rằng lão gia không quan tâm tới tiền, nhưng một chút tiền cũng không đưa ra, vắt cổ chảy ra nước mà đã muốn để lão ra hỗ trợ chỉ điểm tiêu hao tâm thần đây không phải là nằm mơ hay sao tên hộ vệ thứ hai tiếp tục nói đỗ mạc hiên cắn răng một cái nói còn nữa mang thứ mà con tích chứ còn có của mẫu thân con tới đây cho ta đỗ viễn lảo đảo một cái suýt chút nữa đã khóc nhìn dáng vẻ này thần trí của phụ thân hắn đã không rõ triệt để điên rồi hai tên hộ vệ tán gẫu chính là do vừa rồi Trương Huyền đã nhắn nhủ. Không cho đối phương một chút nhắc nhở, muốn bọn hắn đưa tiền, phải đợi tới khi nào chứ? Nếu là các hộ vệ nói, như vậy sẽ không có quan hệ gì với mình, cũng không thể bị gán tội danh hám tiền lên trên người một vị danh sư. Không hổ là lão gia, bán người ta đi mà người ta cũng phải kiếm tiền cho người. Nghe thấy chuyện mà lão gia dặn dò, Tôn Siêu cũng im lặng, không biết nên nói gì. Vốn là, lão ra chỉ điểm giúp đối phương là xuất phát từ sự cảm kích. Như vậy nhất định đối phương cũng sẽ cho chỗ tốt để làm thù lao, nhưng số tiền kia nhiều ít như thế nào thì lại không nhất định. Lúc này, hai tên hộ vệ vừa mới trò chuyện, đối phương nào còn dám keo kiệt nữa chứ? Không tổn hại tới uy danh mà còn có thể kiếm lời càng nhiều hơn, lão ra thực sự là chơi chết người mà không đền mạng. Quá kinh khủng nha! Vốn hắn và những người khác có suy nghĩ giống nhau, cũng tưởng lão ra xem thường tiền tài, bây giờ nhìn lại. Danh sư cũng là người, cũng phải tiêu dùng vậy. Rời khỏi phủ đệ, tìm một con đường phố yên tĩnh không có người đi lại, Trương Huyền rửa sạch ngụy trang trên mặt. Mang những thứ đồ này hơn một ngày, cũng đã đủ mệt. Qua một ngày, chắc công hội đã chuẩn bị kỹ càng ôn mạch đan, dưỡng thể dịch. Trước tiên đến mua cho mấy người vương dĩnh, lưu dương sử dụng. Hắn ngụy trang danh sư kiếm tiền, mục đích chính là vì chuyện này, Phá âm đan và máu tươi của cử tê thú tạm thời không có được, thế nhưng chắc hẳn hai thứ này muốn chuẩn bị sẽ rất đơn giản nha. Đi tới công hội, quả nhiên hai thứ này đã được chuẩn bị xong xuôi, những thứ còn lại Âu Dương hội trưởng đang xin lên trên, đang từ các công hội khác mang tới đây. Luyện đan sư công hội trải rộng khắp các vương quốc lớn, có một chút đan dược, bảo vật thiên huyền vương quốc không có. Thế nhưng không có nghĩa là những vương quốc khác không có, chỉ cần xin tổng bộ như vậy chúng sẽ từ vương quốc nắm giữ nó gần đây vận chuyển về phía bên này. Tốc độ còn có thể nhanh hơn một chút nữa, bằng không từ tổng bộ tới đây, không biết khoảng cách bao xa, 10 ngày ngắn ngủi làm sao có khả năng đưa tới được cơ chứ? Trước tiên cứ thanh toán 100 vạn kim tệ xem như là tiền thế chấp, sau đó hắn thuận lợi thu lấy hai thứ đồ vật này. Đúng rồi, Âu Dương hội trưởng, chỗ của ngươi có sinh tức đan không? Để cho ta một ít đi. Để hai loại đồ vật vào trong giới chỉ chữ vật Trương Huyền lại hỏi tiếp. Sinh thức đan, đối với võ giả nhất trọng tuộc tức cảnh có trợ giúp cực lớn, nếu như mấy người vương dĩnh dùng, có lẽ có thể khiến cho tốc độ tu luyện tăng nhanh không ít. Vật này bình thường ta cũng luyện chế không ít, cho nên cũng còn dư thừa, có thể trực tiếp đưa cho ngươi. Âu Dương hội trưởng cười cười lại, lấy ra hai cái bình ngọc rồi đưa qua. Tiếp lấy bình ngọc, nhìn bên trong có tới mấy chục viên, Trương Huyền biết đối phương đang lấy lòng mình, nếu từ chối thì không tốt lắm, hắn mới gật đầu thu nhận. Sinh thức đan, tuy rằng phẩm chất không cao, thế nhưng cũng là đan dược nhất phẩm hàng thật giá thật, mỗi một viên đều có giá tới vạn kim tệ, một lần đưa ra mấy chục viên, vị Âu Dương hội trưởng này thật là hào phóng. chương 145, Cao Thủ Thương Pháp 1 Đổi lại là luyện đan sư khác, đều là nhất tinh, coi như là bằng hữu thì cũng không thể vừa ra tay đã hào khí như thế được. Thế nhưng Trương Huyền trước mắt thực sự quá lợi hại, khẩu chiến mọi người bất kể là luyện đan luyện dược khắp mọi mặt cơ hồ đều hoàn mỹ không chê vào đâu được chuyện này làm cho tất cả mọi người đều im lặng không thể nói gì chỉ bằng vào phần năng lực này chỉ cần cho hắn đủ thời gian như vậy nhất định hắn sẽ một bước lên trời hiện tại giao hảo với đối phương xem như là đầu tư từ trước cẩn thận thu lại sinh thức đan trương huyền đột nhiên nhớ tới một chuyện hỏi âu dương hội trưởng người biết ở trong thiên huyền vương thành chúng ta có nơi nào bán ra bí tịch thương pháp hay không vương dĩnh có dưỡng thể dịch lưu dương có ôn mạch đan tuy rằng phá âm đan và máu tươi cự tê thú tạm thời không có được thế nhưng một khi triệu nhã viên đào dùng kích hoạt thể chất tất nhiên tu vi sẽ tăng vọt trên biên độ lớn hiện tại trong năm học sinh của hắn bốn người đều có phương pháp giải quyết chỉ còn lại một mình trịnh dương hắn am hiểu thương pháp lục tầm lại tìm một vị cao thủ thương pháp còn mạnh hơn hắn để làm đối thủ nếu như không tìm một chút chiêu số lợi hại để cho hắn học tập sợ rằng sẽ là chỗ yếu kém nhất tàng thư khố trong học viện hắn đã nhìn qua toàn bộ võ kỹ có một ít thế nhưng không có liên quan tới thương pháp chính vì như thế cho nên vương siêu lão sư mới nổi tiếng như thế khiến cho vô số học viên nổi danh am hiểu thương pháp chạy tới vương siêu có thể tặng mạc hiểu cho lục tầm như vậy đã nói rõ quan hệ giữa hai người không tầm thường Do hỏi thương pháp từ chỗ hắn, nhất định là không được, mà bản thân hắn lại không biết một chút nào. Cho nên chỉ có thể nhìn xem ở trong vương thành có nơi nào bán ra loại bí tịch này hay không. Bí tịch thương pháp, người muốn học tập thương pháp hay sao? Âu Dương hội trưởng có chút nghi hoặc nhìn sang. Bản thân luyện đan sư địa vị tôn sùng, không học tập luyện đan mà học thương pháp làm cái gì cơ chứ? Ừm, Trương Huyền gật đầu. Thương pháp so với kiếm pháp ít được lưu ý hơn, học vẫn ít người chân chính có thể đạt đến trình độ của mọi người không có mấy người. Người hỏi người khác, có khả năng người ta không có cách nào nói cho người biết. Thực ta ta vừa vặn có quen biết một người, thương pháp gia truyền, ảo diệu vô song, ở trong toàn bộ vương thành này cũng là người rất nổi tiếng. Âu Dương Thành vuốt dâu cười nói. Ồ, có thể mang ta đi học một chút hay không? Hai mắt trương huyền sáng lên. Người này ít giao du với bên ngoài, dựa theo đạo lý bình thường, người ngoài bình thường không gặp, cũng không dễ dàng truyền thụ thương pháp ra ngoài thế nhưng ta và hắn lại là tri kỷ có lẽ hắn sẽ cho ta một chút mặt mũi âu dương thành nói vậy làm phiền âu dương hội trưởng biết đối phương vẫn đang lấy lòng lúc này hắn mới gật đầu trong lòng trương huyền âm thầm quyết định khi nào nhìn thấy hắn luyện đan thì mình cũng cố gắng chỉ điểm cho đối phương một chút đi thôi ta dẫn người đi gặp vị lão hữu này thấy ý tứ của đối phương âu dương thành thỏa mãn gật đầu đi ra khỏi luyện đan sư công hội, hai người đi được đại khái nửa canh giờ, đi tới trước một tòa phủ đệ. Bởi vì Âu Dương hội trưởng là bằng hữu của đối phương cho nên hộ vệ gác cổng cũng không ngăn cản mà để cho hai người một đường đi vào. Âu Dương hội trưởng chờ một chút, lão gia nhà ta đang luyện thương, một lát nữa sẽ đi ra. Quản gia mang hai người tới một cái đình nhỏ, lại nói. Ân, cứ để hắn luyện xong rồi tới tìm ta cũng được. Âu Dương Hội trưởng cũng biết thói quen của đối phương cho nên cũng không để ý lắm, hắn tùy ý khoát tay áo một cái, bắt chuyện với Trương Huyền. "Trương đan sư, ngồi đi." "Được." Trương Huyền ngồi xuống rồi ngắm nhìn bốn phía. Đình viện rộng rãi, trang trí tương đối trang nhã, làm cho người ta có một loại cảm giác yên tĩnh. Toàn bộ đình viện không thấy người ở và người hầu gì cả. Xem ra chủ nhân nơi đây không phải là người thích xa hoa. "Vị lão hiếu này của ta gọi là Vương Sùng." Hơn 20 năm trước đã quen biết hắn, cả đời chìm đắm ở trong thế giới thương pháp, nếu nói riêng về thương pháp, tuyệt đối phải kể đến ở trong toàn bộ Thiên Huyền Vương thành này. Thẩm Truy Bệ hạ cũng đã tự mình tán dương thương pháp của hắn vô song. Nâng chung trà lên, Âu Dương hội trưởng giới thiệu. Lợi Hải, đối với mỗi một nhân vật đi tới đỉnh phong ở trong ngành nghề nào đó, Trương Huyền rất là khâm phục. Bất luận là ngành nghề nào, có thể bộc lộ tài năng ở bên trong mấy chục triệu người đã đủ để chứng minh nghị lực và thiên phú của đối phương. Âu Dương lão đầu, có phải ngươi lại đang nói xấu ở sau lưng ta đúng không? Audio điện tử Võ Tấn bền. Chương 146, cao thủ thương pháp 2. Trong lúc hai người đang tán gẫu, một đạo thanh âm sang sảng vang lên, hai người lập nhìn thấy một lão giả nhanh chân đi đến. Người này nhìn qua chừng hơn 50 tuổi, thân thể mạnh mẽ như rồng như hổ dường như có khí lực dùng mãi không hết người mặc quần áo luyện công tay cầm một thanh trường thương đúng như quản gia nói hẳn là đang luyện thương ngay cả y phục cũng không đổi mà đi tới đây nói xấu ngươi ta không nhàm chán như vậy âu dương thành rồi cười đứng dậy nghe khẩu khí của hai người đã biết quan hệ giữa hai người rất quen thuộc như vậy còn tạm được sao ngày hôm nay ngươi lại rảnh rỗi đến gặp ta vậy Vương Sùng đi vài bước tới đình nghỉ mát, lúc này mới nhìn thấy Trương Huyền, hắn có chút nghi hoặc hỏi. Đây là vãn bối của ngươi sao? Khục khục, Âu Dương Thành rất là lúng túng, nước trà trong miệng suýt chút nữa đã phun ra ngoài. Vãn bối cái lông A, à. ta còn muốn lấy lòng đối phương, để cho hắn chỉ điểm ta một chút. Ngươi thì tốt rồi, một câu vãn bối, suýt chút nữa đã khiến cho nỗ lực của ta trở thành công cốc. Lén lút nhìn Trương Huyền một chút, thấy hắn vẫn không bởi vậy mà tức giận, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn chỉ lo vị lão hữu này lại nói linh tinh gì đó cho nên vội vàng giới thiệu. "Để ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là luyện đan sư nhất tinh mới tấn cấp của công hội, tên là Trương Huyền." Luyện đan sư nhất tinh. Vương sùng sướng sờ, lập tức ngơ ngác. Sát hạch luyện đan sư khó bao nhiêu, hắn và Âu Dương Thành là lão hữu cho nên biết rất rõ ràng vốn hắn nhìn thấy đối phương trẻ tuổi như vậy cho nên còn tưởng rằng là vãn bối gì đó, không nghĩ tới đối phương đã trở thành luyện đan sư chính thức. Quả thực khó mà tin nổi. Ngay cả quản gia ở bên cạnh cũng rất là kinh ngạc. Không những như vậy, trương đan sư thông qua sát hạch luận đan thành công, một người nói cho 10 vị luyện đan sư Á khẩu không trả lời được. Nếu bàn về thuật luyện đan, e rằng toàn bộ vương thành cũng không có người nào có thể vượt lên trên hắn. Âu Dương Thành tiếp tục nói, Luận đan, vương sùng líu lưỡi. Tuy rằng hắn không phải là luyện đan sư, thế nhưng đối với loại phương pháp sát hạch này hắn lại nghe Âu Dương hội trưởng nói qua, một tiểu tử không đủ 20 tuổi, không chỉ trở thành luyện đan sư mà lại còn luận đan thành công. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì cũng có chút khó có thể tin được. Âu Dương hội trưởng khách khí rồi, ta chỉ may mắn học được một chút tri thức. Nếu như bảo ta luyện đan, có khả năng ta cũng không luyện chế ra được. Trương Huyền vội vàng nói. Lời hắn nói là thật, hắn có thể luận đan thành công là bởi vì thiên đạo thư viện. Nếu như để hắn luyện đan mà nói, có khả năng ngay cả một loại đan dược đơn giản nhất cũng không thể làm ra được. Mấy người lại hàn huyên một hồi, Trương Huyền cũng biết Âu Dương Thành cố ý ca ngợi bản thân hắn là vì muốn để cho vị vương sùng này có một ấn tượng tốt, như vậy mới tiện mở miệng. Quả nhiên, sau khi hàn huyên vài câu, Âu Dương Thành cười nói lần này ta tới đây là còn có việc muốn làm phiền lão hữu ồ vương sùng nhìn sang là như vậy trương đan sư cũng vô cùng yêu thích thương pháp không biết vương huynh có thời gian không không bằng các ngươi cùng nhau thảo luận một hai a à. âu dương thành nói ồ trương đan sư cũng là cao thủ thương pháp như vậy thì tốt rồi nghe thấy hắn nói như thế ánh mắt vương sùng sáng lên rất là hưng phấn nhìn qua hắn thích thương thành si Việc thích nhất là cùng đọ sức với Cao thủ Thương Pháp, vị Trương Huyền này tuổi còn trẻ đã trở thành luyện đan sư chính thức, sợ rằng Thiên Phú trên Thương Pháp cũng không kém, có thể thảo luận cùng người này, bảo sao hắn không hưng phấn cơ chứ. Ta, khục khục, ta chưa bao giờ học qua Thương Pháp. Nhìn thấy đối phương định tỉ thí cùng mình một phen, vẻ mặt Trương Huyền rất là lúng túng nói. Chương 147, Thiên Đạo Thương Pháp 1 bản thân có thể khi tuổi còn trẻ đã tu luyện tới chân khí cảnh cũng đã tiêu hao tất cả tinh lực của hắn còn thương pháp ngay cả sờ cũng không sờ qua trương huyền dùng tư cách người địa cầu chính thống đương nhiên lại không chạm qua dù chỉ một lần chưa bao giờ học qua vương sùng sướng sờ không học vậy thảo luận thương pháp cái gì cơ chứ vẻ mặt âu dương thành ở bên cạnh cũng rất là quái lạ hắn nghe trương huyền nói muốn học tập thương pháp lại còn tưởng rằng đối phương có cơ sở nhất định cho nên hắn mới cố ý nói thảo luận mà không phải là học tập để cho đối phương có chút mặt mũi không nghĩ tới lại chưa từng học qua lần này thì xấu hổ rồi nếu sớm biết chưa từng học qua tùy tiện tìm một lão sư thương pháp là được còn cần phải chạy tới làm phiền lão hữu hắn hay sao là như vậy ta có một học sinh muốn học tập thương pháp ta nghĩ hiện tại có thể học tập một ít sau khi trở về lại dạy hắn thấy mấy người nhìn mình Trương Huyền không thể làm gì khác hơn là nói ra mục đích của mình. Hiện tại mới đi học tập, dạy người khác. Vương Sùng lảo đảo một cái, suýt chút nữa đã ngất đi. Đùa gì vậy chứ? Côn tháng, đau năm, thương cả đời. Không ít người từ lúc tuổi trẻ đã bắt đầu luyện tập thương, cả đời cũng không bước vào cánh cửa được. Mà ngươi thì tốt, cái gì cũng không học mà đã định truyền thụ cho học sinh. Là lá gan quá lớn, hay là ngươi cho rằng luyện tập thương pháp quá đơn giản? trong nháy mắt, sắc mặt Phương Sùng trầm xuống, ấn tượng tốt đối với Trương Huyền trong nháy mắt đã tan rã. Cả đời hắn luyện tập thương pháp, đã đem thương là tính mạng. Thứ hắn không thích nhất chính là người khác xem thường, tên này thì lại tốt, một người không học mà đã muốn lừa gạt học sinh. Quả thực chính là sỉ nhục đối với thương A. Nếu không phải tôn trọng thân phận luyện đan sư nhất tinh của đối phương, lại thêm mặt mũi của lão hữu Âu Dương Thành thì sợ rằng hắn đã sớm đuổi ra ngoài rồi. Cố nén lửa giận, Hắn nói: "Thương pháp rất khó luyện tập, cũng rất khó học tập, trong thời gian ngắn muốn có được thành tựu, hầu như là không thể. Ngay cả bản mình cũng không biết mà đã đi truyền thụ cho người khác, chỉ sợ sẽ dạy hư học sinh a." À. Trong giọng nói đã có chút không dễ nghe. "Cái này," nhìn thấy đối phương không vui vẻ, Trương Huyền biết chuyện học tập thương pháp từ đối phương đã không thành hiện thực, hắn chần chờ một chút, nói: "Như vậy đi, ở chỗ Vương huynh có một ít thư tịch liên quan tới thương pháp." có thể cho ta mượn nhìn một chút hay không? Đọc sách, vương sùng cau mày. Thương pháp là võ kỹ, là đủ loại chiêu số, thân pháp, cần phải truyền thừa chỉ điểm, nếu như đọc sách là có thể hiểu được, như vậy cũng không cần luyện được cực khổ như thế. Chỉ là, tuy rằng nghi hoặc, thế nhưng khi thấy đối phương từ bỏ ý nghĩ trước đó, hắn thở phào nhẹ nhõm nói. Cũng tốt, xem một thư tịch là sẽ biết mức độ, không đến mức lỗ máng. Loại sách này ta có rất nhiều, nếu như muốn nhìn, ta có thể mang ngươi tới xem. Là đại sư thương pháp, trong vương quốc có bao nhiêu thư tịch liên quan tới thương pháp, trên cơ bản đều bị hắn thu gom lại, chỉ cần thương pháp truyền thừa nhà bọn họ không bị tiết lộ ra ngoài, như vậy những tri thức cơ sở này để nhìn một cái cũng không sao. Đa tạ. Trương Huyền vội vàng gật đầu. Thương pháp giống như công pháp, quả thực cần tôi luyện trong thời gian dài, bằng không không thể có thành tựu gì cả. Chỉ là, hắn lại không giống chỉ cần có đầy đủ thư tịch là hắn có thể hình thành thương pháp càng lợi hại, nếu muốn học tập cũng sẽ đơn giản hơn không ít. Đây là thư phòng của ta, bên trong bao gồm tất cả thư tịch có liên quan tới thương pháp trong thiên huyền vương quốc, cùng với bản đơn lẻ của một ít chiêu số. Ba người đi tới thư phòng, vương sùng chỉ về phía trước, vẻ mặt tràn ngập tự kiêu. Vì siêu tập những thư tịch này hắn đã đánh đổi không ít, kết quả cũng làm cho thương pháp của hắn càng cao minh hơn, càng thêm lợi hại hơn. Trương Huyền nhìn qua, có dòng giá bảy, tám cái giá sách xếp thành hàng, bên trên có đủ loại thư tịch, hầu như đều là liên quan tới thương pháp. Âu Dương, đã lâu ngươi không đến, chúng ta đi uống một chút đi. Bởi vì biết rõ muốn đọc sách phải cần thời gian, Vương Sùng cũng không có dự định tiếp tục ở đây chờ đợi mà nói một câu, sau đó bắt chuyện với Âu Dương Thành. Được, hai người đi ra ngoài. Chương 148, Thiên đạo thương pháp 2. Bắt đầu đi thấy bọn họ đã rời đi, Trương Huyền thở phào nhẹ nhóm, hắn đi tới trước mặt giá sách, bắt đầu lật xem. Xoạt 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 xoạt, tiếng lật sách lại vang lên, trong đầu hắn hình thành đủ loại thư tịch. Những thư tịch này có một chút là cơ sở, cũng có một chút là một ít chiêu số thường dùng, còn có một chút là giới thiệu. Nói chung, đủ loại đều có, hầu như bao hàm tất cả tri thức của thương pháp. Không hổ là đại sư thương pháp, điển tịch thật là phong phú hắn liên tục lật xem, tất cả thư tịch rất nhanh đã được hình thành ở trong thư viện. Có 7, 8 giá sách xếp thành hàng, khoảng chừng mấy ngàn bản, sau nửa canh giờ, tất cả đã được lật hết. Yên lặng đứng tại chỗ, Trương Huyền tiêu hóa thương pháp vừa mới xuất hiện ra ở trong đầu. Phương pháp tu luyện chính xác. Tinh thần khẽ động, chỗ có liên quan tới tu luyện bí tịch hương pháp lập tức dẫn tin tức chính xác tụ tập tạo thành một quyển thư tịch hiện lên ở trước mắt của hắn. Hắn mở ra rồi nhìn qua minh khí như cánh tay kéo dài, chỉ có luyện nó giống như trở thành cánh tay thì mới xem như là chân chính thành công, thương pháp cũng như vậy. Thiên đạo thư viện tập hợp nhiều thư tịch như vậy để hình thành bí tịch thương pháp, bác đại tinh thâm, làm cho người ta có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Một mặt, vừa xem Trương Huyền vừa lấy tay làm thương chậm rãi vung tay. Xoạt xoạt xoạt, dưới chân khí phát động, trên đầu ngón tay của hắn thỉnh thoảng đâm ra khí mang sắc bén, trong nháy mắt, cả người giống như đã biến thành một thanh trường thương, lưng chống trời đất, bất cứ lúc nào cũng sẽ đâm thủng bầu trời. Thương được gọi là bách binh chi vương, muốn tu luyện thành công thì đầu tiên phải có khí thế và phong độ bế nghĩa thiên hạ đâm thủng bầu trời. Loại khí thế này, nếu như không trải qua vô số mưa gió và thời gian dài ôn dưỡng thì rất khó hình thành. Nếu như có người ở đây nhìn thấy trương huyền trong thời khắc này, tuyệt đối sẽ kinh ngạc mà la lên, bởi vì không ngờ hắn lại có loại khí độ này tuy rằng không nhìn ra được thương pháp này cao minh hay không thế nhưng chỉ bằng vào luồng khí thế này cũng đã có thể làm cho sự tự tin của không ít người tu luyện tan vỡ trong nháy mắt đã bại trận hoàn toàn chìm đắm ở bên trong thư tịch trương huyền căn bản không biết những chuyện này bàn tay hắn vẫn không ngừng khoa tay như cũ siêu 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 từng đạo từng đạo chân khí dọc theo ngón tay trào ra rơi xuống trên mặt đất làm cho mặt đất xuất hiện từng cái từng cái hố nông to nhỏ không đều May mà hắn không dùng lực lượng, bằng không, thư phòng của vương sùng sẽ giống như của lục trầm đại sư, sẽ bị hắn triệt để gây hỏa. Không biết qua bao lâu Trương Huyền mới ngừng lại, miệng phun ra một ngụm chọc khí, giống như một sợi tơ trắng lan tràn ra bên ngoài. Luyện thành rồi sao? Ánh mắt hắn sáng lên. Chỉ bằng vào chút thời gian này thì hắn biết, hắn đã tu luyện qua một lần nội dung thư tịch được thư viện hình thành. Vậy gọi là thiên đạo thương pháp đi. Ông! thư tịch run rẩy một cái, bên trên xuất hiện tên Thiên đạo thương pháp. Chỉ tiếc, số lượng thư tịch quá ít, hơn nữa sai lầm quá nhiều, chỉ hình thành được một chiêu. Vẻ mặt Trương Huyền rất là tiếc nuối. Những thư tịch này đều là thương thuật trụ cột nhất, Thiên đạo thư viện tụ tập những điểm chính xác, hình thành một chiêu thương pháp. Không biết chiêu này có thể làm cho lực lượng của ta tăng thêm được bao nhiêu, có bao nhiêu uy lực a. Tuy rằng chỉ là một chiêu, nhưng trải qua Thiên đạo thần công Thiên đạo kim thân, hắn biết chắc chắn nó sẽ không đơn giản. Một khi đánh ra, tuyệt đối có thể làm cho thực lực của hắn tăng lên một đoạn dài. Sau khi trở về truyền cho Trịnh Dương, hắn tới đây là để học tập thương pháp, truyền thụ cho Trịnh Dương, tuy rằng chỉ có một chiêu, thế nhưng cũng coi như không đi uổng chuyến này. Có thể tưởng tượng ra được, chỉ cần học sinh của hắn học được, nhất định thương pháp sẽ tiến nhanh, muốn đánh bại Mạc Hiểu kia chắc cũng không phải là việc khó gì từ xuất pháp từ thiên đạo, chắc chắn là tinh phẩm, điểm ấy không thể nghi ngờ. Đi ra ngoài a. À, sau khi xem xong tất cả thư tịch, cũng đã có đồ vật mà mình muốn, Trương Huyền không dừng lại mà nhanh chân đi ra ngoài. Chương 149, Thương ý 1. Trong đình nhỏ, Vương Sùng, Âu Dương Thành đang đối ẩm với nhau. Người nói vị Trương đan sư này đã thông qua sát hạch luận đan. Đến bây giờ Vương Sùng vẫn còn có chút không thể tin được luận đan hầu như là độc quyền của danh sư, là tồn tại cao cao tại thượng một thanh niên không đủ 20 tuổi lại thành công thông qua, coi như chính tai nghe thấy thì hắn cũng không thể tin được. Đúng vậy, nắm giữ đối với đan dược của trương đan sư còn trên ta, là anh hùng suốt thiếu niên chân chính. Âu Dương Thành cảm khái, đan dược có lợi hại tới mấy, thế nhưng nhận thức đối với thương pháp lại có chút nông cạn, thương pháp không phải là đồ chơi, không phải tùy tiện nhìn một cái là có thể học được, nếu như dễ dàng như vậy làm sao lại khiến cho ta chìm đắm cả đời được chứ trên mặt hiện lên vẻ tự kiêu trong mắt phương sùng mang theo sự tự tin mạnh mẽ đúng vậy thương là thứ khó tu luyện nhất trong tất cả các binh khí muốn có chiến tích nói nghe thì dễ trong rất nhiều vũ khí thương là một loại khó luyện tập nhất không ít người tu luyện đều mang theo sự tự tin tràn ngập để học tập đến cuối cùng tất cả đều chỉ là nửa vời vẽ hổ không được mà lại giống như chó cảm khái nói một tiếng Âu Dương Thành đột nhiên nhớ tới cái gì đó rồi nhìn sang. Trong thư phòng của ngươi không có bí tịch thương pháp không truyền ra bên ngoài đó chứ. Trương Huyền là do hắn mang tới, vạn nhất lão hiếu bị vướng bởi mặt mũi mà tiết lộ bản lĩnh không muốn truyền ra ngoài gì đó, như vậy quả thực là xấu hổ thật. Không có, thương pháp ta tự nghĩ ra và bí tịch gia truyền đều thuộc lầu trong lòng, truyền thụ bằng lời, không ghi chép ra. Coi như người khác muốn học cũng không học được. Vương Sùng cười cười nói ở trong thư phòng đều là một chút thương pháp cơ sở và nhập môn đối với người vừa mới tiếp xúc với thương pháp có trợ giúp rất lớn cũng không tính là gì cứ để vị trương đan sư này xem một cái cũng tốt xem xong thì nên biết độ khó của thương pháp quên đi suy nghĩ ấu trí trước đó người chưa bao giờ tiếp xúc qua tới thương pháp mà đã muốn học tập thì làm sao có thể dạy người ta a à, đùa cái gì vậy chứ nếu như thương pháp đơn giản như vậy làm sao hắn lại có khả năng nổi danh như vậy Thậm chí ngay cả thẩm truy bệ hạ cũng chính miệng tán dương. Đại sư thương pháp không phải là vô duyên vô cớ mà có được danh xưng như vậy. Điểm ấy, hắn có sự tự tin tuyệt đối và chỗ dựa. Cũng đúng. Âu Dương Thành gật đầu. Bất kỳ một loại binh khí, một bộ võ kỹ nào cũng không thể ung dung luyện thành, đều cần ngày đêm luyện tập và trau rồi lặp đi lặp lại. Nếu như có thể đơn giản học được, như vậy cao thủ sẽ không đáng giá nữa vị trương đan sư này tuổi vẫn còn trẻ, không biết tiến thoái. Một lát nữa, sau khi xem xong thư tịch, ta sẽ thể hiện một bộ thương pháp, để cho hắn biết khó mà lui, như vậy có lẽ hắn sẽ không suy nghĩ lung tung được nữa. Biết rõ trương huyền nắm giữ thiên phú kinh người bên trên phương diện luyện đan, tuy rằng vương sùng có chút bất mãn đối với việc hắn làm, thế nhưng cũng sẽ không xem thường. Được, khi nói như vậy chắc hắn sẽ hết hy vọng, chuyên tâm luyện đan. Ta còn muốn luyện đan sư công hội chúng ta xuất hiện một vị luyện đan sư nhị tinh a. À. Âu Dương Thành cười cười, đang muốn nói tiếp thì đã thấy thân thể Vương Sùng trước mắt đột nhiên cứng đờ, tiếp đó liên tục run rẩy. Phụp, chén rượu trong tay rơi xuống đất biến thành bụi phấn mà hắn cũng không biết. Vương Sùng, nhìn thấy một vị đại sư thương pháp thực lực có tên tuổi ở trong thiên huyền thành lại biến thành như vậy, Âu Dương Thành sợ hết hồn. Hắn không nghe nói thân thể vị lão hữu này của hắn có bệnh a. À. Làm sao, lại đột nhiên giật mình như vậy chứ? Là thương ý, thương ý. Trong lúc đang suy nghĩ nên dùng đan dược gì để cứu người thì đã thấy lão hữu khôi phục như cũ, hai mắt tỏa sáng, giống như là nhìn thấy bảo tàng ức vạn vậy. Thương ý, thứ đó là cái gì? Thấy hắn không có chuyện gì, Âu Dương thành thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt mang theo vẻ kỳ quái nhìn qua. Sốt cuộc là thứ gì mà có thể làm cho lão hữu luôn luôn bình tĩnh, vững vàng như Thái Sơn biến thành như vậy chứ? tu luyện kiếm pháp, khi đạt đến cảnh giới cao thâm có thể hình thành kiếm ý. Mà thương cũng như thế, cao thủ có thể ngưng tụ thương ý thì mới thật sự là đại sư thương pháp. Những năm này ta ít giao du với bên ngoài chính là vì muốn mài rũa nội tâm, tranh thủ sớm ngày đạt đến cảnh giới này. Đáng tiếc vẫn không tìm được điểm đột phá, từ khi nào trong phủ đệ ta có một vị cao thủ tới, hoặc là có người đột phá sớm hơn so với ta chứ. Chúng ta qua xem một chút. Đột nhiên đứng dậy, Vương Sùng vội vàng đi đến phương hướng mà hắn cảm nhận được thương ý. Ngưng tụ thương ý, trường thương đi tới đâu thì chỗ đó đều là thương pháp. Hắn vẫn lấy chuyện này làm mục tiêu mà phấn đấu, thế nhưng Thủy Trung không tìm được lối vào. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới lại xuất hiện trong đình viện của hắn, rốt cuộc là ai. Hai người không có dừng lại mà vội vã đi về nơi vừa nãy phóng ra thương ý, vừa vặn nhìn thấy Trương Huyền từ trong thư phòng chậm rãi đi ra. Người đâu, chương 150, Thương ý 2. Còn chưa tới thì Vương Sùng đã gấp gáp hỏi. Người, người nào? Trương Huyền không biết đối phương có ý gì. Hắn vẫn đọc thư pháp, sau đó lại tu luyện thiên đạo thương pháp, căn bản không chú ý được bên ngoài, làm sao vậy? Kẻ địch đến rồi sao? Ta cảm nhận được một đạo thương ý kinh người ở ngay gần đây, sao lại không có ai vậy? Thấy hắn không biết, Vương Sùng vội vàng tìm kiếm khắp nơi, chỉ là xung quanh trống không, nào có nửa bóng người nào khác. Có thể là do người nghĩ nhiều thành bệnh, cảm ứng sai rồi hay không? Âu Dương Thành nhìn sang hắn. Bản thân vị lão hiểu này mỗi ngày đều nghĩ tới thương ý, liệu có phải nghĩ tới trong thời gian dài cho nên mới xuất hiện ảo giác hay không? Bằng không, làm sao bản thân hắn không cảm ứng được cái gì cơ chứ? Ta chỉ cách thương ý một chút nữa, mỗi ngày đều sáng nhớ chiều mong, vừa nãy tuyệt đối có một đạo thương ý xông thẳng lên trên bầu trời, không thể có sai lầm a. À. Vẻ mặt vương sùng rất là kiên định. Mỗi ngày hắn đều nghiên cứu thương pháp, từ lâu đã nhập ma thành si. Nếu như nhận nhầm thương ý lầm, quả thực rất là mất mặt. Dừng lại, dừng lại, các ngươi nói thương ý là cái gì vậy? Nhìn thấy hai người thảo luận kịch liệt, trương huyền cũng không nhịn được nữa mà nói: thư tịch mà hắn xem đều là cơ sở đơn giản nhất, thương ý đã dính đến tầng thứ càng cao hơn, cũng không có ghi chép vì lẽ đó cho nên hắn cũng không biết. Thương ý là ý cảnh đặc thù khi lĩnh ngộ thương pháp tới cực hạn thì mới có thể cảm ngộ được. Vương Sùng giải thích một câu, tiếp theo hắn lại lắc lắc đầu. Người chưa bao giờ học qua thương pháp, có nói người cũng không hiểu, cho nên có giải thích nhiều hơn nữa cũng là uổng phí. Mặc dù đối phương không nói tỉ mỉ, thế nhưng xem như Trương Huyền đã rõ chuyện gì đang xảy ra. Người tới đây tìm, lẽ nào vừa nãy có người phóng thích thương ý ở đây? ta cũng không xác định, vừa nãy ta mơ hồ cảm ứng được ở ngay chung quanh đây. Vương Sùng gật đầu, cố thường ý kia xuất hiện trong thời gian rất ngắn, vừa mới lóe lên đã biến mất. Cho dù là hắn thì cũng chỉ có một cảm giác mơ hồ, không cách nào xác định được vị trí chân thực. Bằng không, nhất định đã trực tiếp đi tìm rồi, cần gì phải đứng đây hỏi nữa. Đúng rồi, vừa rồi người ở ngay đây, lẽ ra có thể xác định vị trí rõ ràng nha. Nhớ tới cái gì đó, hai mắt phương sùng tỏa sáng nhìn về phía trương huyền bản thân hắn cách khá xa không cảm ứng được vị trí cụ thể thế nhưng trương đan sư trước mắt này thì lại không giống a à, hắn ta ở ngay gần đây nhất định có thể tìm tới được một khi xác định được vị trí rốt cuộc là người trong nhà hay là người bên ngoài là có thể biết được rõ ràng phải biết là thế gia thương pháp trong cả gia tộc người người luyện tập thương thậm chí hộ vệ cũng biết vạn nhất ai đó ngẫu nhiên lĩnh ngộ được thương ý mà ngậm miệng không nói, hoặc giả còn không biết, như vậy muốn tìm tới chỗ thì lại rất đơn giản. Thế nhưng, ta không biết thương ý là cái gì a à? Trương Huyền trần chờ một chút rồi nói. Cái này thì đơn giản, tuy rằng ta còn không lĩnh ngộ được thương ý, thế nhưng cũng có thể mô phỏng theo được 7, 8 phần. Chính là loại khí tức này. Thân thể vương sùng khẽ động, một luồng khí tức ác liệt phả vào mặt hắn, giống như có thể đâm thủng bất luận đồ vật gì vậy đây chính là thương ý. Vẻ mặt Trương Huyền có chút kỳ quái. Không sai, chính là loại khí tức này. Người biết nó xuất hiện ở nơi nào không? Giải trừ khí tức, Vương Sùng há mồm thở dốc, trên đầu liên tục đổ mồ hôi, miệng không nhịn được hỏi. Tuy rằng chỉ mô phỏng theo một hồi thế nhưng tiêu hao mạnh mẽ như vậy vẫn khiến cho hắn có chút hư thoát. Cái này, Trương Huyền có chút ngại ngùng. Cái này, người nói xem, có phải là cái này hay không? Tiếng nói vừa dứt, cả người hắn như đã biến thành một thanh trường thương, tỏa ra khí thức mạnh mẽ như sóng to gió lớn, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ đâm thủng bầu trời vậy. Thương ý vừa nãy của Vương Sùng so sánh với nó quả thực chính là cỏ đuôi chó và đại thụ chọc trời, rất là chênh lệch. Không thể so sánh. Audio điện tử võ tấn bền. chương 151, ta có thể theo người học không? 1. Cái gì? Thương, thương ý, thân thể vương sùng run rẩy một cái, xem chút đã ngất đi tại chỗ. thật hay giả vậy? làm sao người biết biết thi triển thương ý, hơn nữa lại còn tinh khiết như thế? trong lòng khiếp sợ, khi nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng của trương huyền trước mắt, hắn thiếu chút nữa đã phun ra một ngụm máu. ngại quá, người ngại ngùng cái giám a? À. đại ca, không nên mang theo tâm tư đùa nghịch người ta như vậy a. À. không phải ngươi nói chưa từng học thương pháp sao? Không biết thương pháp là cái gì sao? Ta từ lúc 8 tuổi đã bắt đầu học thương, đến hiện tại đã được hơn 40 năm, suốt ngày chìm đắm ở trong đó. Thế mà vẫn cách thương ý còn có một mảng lớn, ngươi mau giải thích cho ta xem, sao ngươi lại có thương ý hùng hậu như thế? Không phải ngươi nói không biết thương ý là cái gì hay sao? Như vậy đây là món đồ gì? Nước mắt Phương Sùng chảy ào ào. Không nên mang theo tâm tư chơi đùa người ta như vậy chứ nực cười vừa nãy hắn còn dùng lý lẽ để dạy bảo đối phương nói đối phương cũng không hiểu giải thích nhiều hơn nữa cũng là uổng phí suốt cuộc là hắn lấy tự tin từ đâu tới chứ phải nói lại người nghe không hiểu chính là bản thân hắn a à. hắn hận không thể có một cái khe nứt nào để lập tức chui vào đây chính là thương ý sao đây chính là âu dương thành cũng rất là choáng váng lão hữu thể hiện một chút thương ý thì đầu đã đầy mồ hôi lại còn thở hồng hộc Giống như đã bị táo bón chừng mấy ngày vậy. Mà tên này tiện tay thi triển ra, không hề có áp lực, đơn giản giống như ăn cơm uống nước vậy. Rốt cuộc ngươi là đại sư thương pháp hay là Vương Sùng? Ngươi, không phải ngươi nói chưa từng học thương pháp hay sao? Thực sự không nhịn được nữa, Âu Dương Thành lên tiếng hỏi. Vương Sùng cũng nhanh chóng nhìn về phía đối phương, muốn nghe một chút xem hắn giải thích như thế nào. Quả thực trước đó ta không học a. À. Trương Huyền ăn ngay nói thật. Không học, vậy làm sao lại nắm giữ thương ý hùng hậu như thế chứ? Vương Sùng sắp phát điên rồi. Người không học thương pháp, thế nhưng vừa ra tay đã có thương ý lợi hại như thế. Con mẹ nó, mỗi ngày ta vừa học tập suy nghĩ. Như vậy dựa theo ý của ngươi, tu vi những năm này của ta vứt đi đâu a? À? Khục, vừa nãy ta đọc sách ở trong thư phòng, biểu lộ cảm xúc cho nên có chút lĩnh ngộ, Cảm giác khi mình nằm trong loại trạng thái này thì thi triển thương pháp sẽ thoải mái nhất. Cho nên trong lúc vô tình thi triển nó ra, mà ta căn bản không biết đây chính là thương ý. Trương Huyền suy nghĩ một chút rồi nói, cũng không phải là hắn giả ngu, thư tịch bên trong gian phòng này đều ghi chép thương pháp trụ cột nhất, căn bản không dính đến thương ý. Hắn cũng thông qua thiên đạo thương pháp được ngưng tụ từ những thư tịch này mới may mắn có được nó. Lại nói việc sử dụng thương ý làm sao? rồi có trợ giúp gì với người luyện tập thương pháp hắn cũng hoàn toàn không biết, hai mắt tối thui. Nước mắt của vương sùng chảy ra. Nói giống như ăn cơm uống nước như thế, người biết ta đã tiêu tốn bao nhiêu công phu mà vẫn không đạt được đến hay không. Hơn 10 năm qua ta vẫn mài rũa bản thân, thậm chí còn thâm nhập vào nơi khô cằn, vượt qua giá lạnh, nóng bức khiến cho ý chí liên tục trở nên mạnh mẽ. Thế mà vẫn không thành công, người thì tốt rồi, tùy tiện một câu thoải mái, vô ý, lại đạt được nó, tim ta, phổi của ta, thanh xuân của ta. Vương Sùng chỉ cảm thấy nếu như trước mắt có một cái hố to, nhất định hắn sẽ lập tức nhảy vào chôn sống bản thân mình. Người có thể không đả kích người ta như thế hay không? Nếu như ngươi như nói, ngươi khổ cực tu luyện cả ngày, ngẫu nhiên có đột phá, như vậy ta cũng có thể dễ chịu hơn một ít. Kết quả chỉ nhìn thư tịch một hồi, nhiều nhất cũng là một canh giờ, sau đó Sau đó đã đột phá mấu chốt nhất là thứ ngươi xem không phải bí tịch cao thâm gì cả chỉ là thương pháp trụ cột nhất nếu như chuyện này truyền đi tuyệt đối có thể làm cho cả tất cả đại sư thương pháp trong vương thành xấu hổ mà chết vương sùng thiên phú của ngươi quả thực là không tầm thường thế nhưng trương đan sư trời sinh am hiểu thương pháp cũng chưa biết chừng a à. thấy lão hữu hồn bay phách lạc bị đả kích không nhẹ âu dương thành không nhịn được khuyên nhủ an ủi được rồi cũng chỉ có thể như vậy a à không hổ là cao thủ thương pháp, tâm trí đã được tôi luyện giống như sắt thép từ lâu, tuy rằng thất lạc, thế nhưng rất nhanh đã điều chỉnh được tâm cảnh. Lúc hắn đang muốn nói chuyện thì đã nghe thấy thanh âm có chút nghi hoặc của người thanh niên kia lại vang lên. Người nói ta lĩnh ngộ thương ý, như vậy thương ý kia có ích lợi gì chứ? Thân thể vương sùng lần thứ hai run rẩy, hắn cố nén tinh thần sắp tan vỡ, nói. Thương ý là lĩnh ngộ đối với thương, nói rõ đã xem thương như là cánh tay kéo dài, dưới tình huống này có thể tùy ý thi triển, tất cả đều là thương pháp, là thể hiện của việc thương pháp đã được tu luyện tới cảnh giới nhất định. Dù tùy ý thi triển cũng đều là thương pháp. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Quá tốt rồi, nếu có thể khiến cho học sinh của ta cũng lĩnh ngộ thương ý, như vậy nhất định khi thi đấu có thể chiến thắng. Thương ý đã lợi hại như vậy, như vậy sau khi trở về phải cố gắng dạy dỗ Trịnh Dương, khiến cho hắn cũng nắm giữ được loại tâm cảnh này. Như vậy coi như không có thương pháp cao minh thì cũng có thể khiến cho hắn đứng ở thế bất bại muốn cho học sinh của ngươi cũng lĩnh ngộ được nó vương sùng run dày một cái thương ý là lý giải của cá nhân đối với thương pháp ngươi cho rằng người người đều có thể biến thái giống như ngươi tùy tiện xem một ghi chép là có thể đột phá được hay sao muốn khuyên đối phương bỏ đi loại ý nghĩ vô tri này thế nhưng hắn lại không biết mở miệng thế nào đúng rồi vừa nãy ta đọc thư pháp đã lĩnh ngộ ra một chiêu thương pháp không biết uy lực thế nào. Nếu như Vương huynh đã là đại sư thương pháp, không biết có thể chỉ điểm cho ta một chút hay không. Đối với thương ý, Trương Huyền còn không có khái niệm gì cả. Cho nên cũng không có khiếp sợ như là đối phương, nhớ tới một chiêu công kích mà trước đó thiên đạo thương pháp hình thành, hắn không nhịn được mở miệng nói. Người trước mắt này chính là thế nhưng đại sư thương pháp nổi tiếng trong vương quốc, nếu để hắn chỉ điểm, tuyệt đối có thể nhìn ra được chỗ tốt xấu. Còn lĩnh ngộ ra thương pháp được, ta cũng muốn nhìn một chút xem, loại thiên tài như ngươi rốt cuộc có thể lĩnh ngộ ra chiêu số thế nào. Chương 152, ta có thể theo ngươi học không? Hai. Vương sùng gật gật đầu, để hạ nhân đi lấy thương. Rất nhanh, trường thương đã được mang tới, tổng cộng có hai thanh. Muốn kiểm nghiệm uy lực của chiêu số, chỉ có thực chiến mà thôi. Trương đan sư, thi triển chiêu số mà ngươi lĩnh ngộ đối với ta, để cho ta xem một chút. Trường thương ở trong tay, vương sùng như lập tức biến thành người khác, khi tức trở nên to lớn hung mãnh, chẳng khác nào cửa thú hồng hoang bất cứ lúc nào cũng sẽ gào thét đánh ra. Theo hắn thấy, tuy rằng đối phương đã lĩnh ngộ thương ý, thế nhưng bất kể là luận thực lực hay là vận dụng đối với thương đều không bằng hắn, coi như có chiêu số gì đó thì bản thân cũng có thể ung dung ứng phó được. Được, bừa vạn trương huyền cũng muốn thử chiêu số một chút, hắn tiện tay tiếp nhận một thanh trường thương khác. Từ nhỏ đến lớn hắn chưa bao giờ nắm qua vật này, chỉ là, sau khi lĩnh ngộ thương ý, chỉ cần hơi thích ứng một chút là đã cảm thấy có một luồng cảm giác quen thuộc tuôn ra ở trong lòng. Bắt đầu rồi. Cảm giác này sinh ra khiến cho khí thức của Trương Huyền nhất thời như sấm sét chẳng khác nào từ thanh niên bình thường trước đó biến thành một vị cường giả bể nghĩa thiên hạ. Siêu. Dưới chân khẽ động, trường thương từ trong lòng bàn tay mạnh mẽ đánh ra. Bộ thương pháp này là do thiên đạo thư viện tổng kết từ mấy ngàn bản bí tịch mà có được, tuy rằng chỉ có một chiêu, thế nhưng lại hóa phức tạp thành đơn giản, phù hợp với ý vị đại đạo. Một chiêu thi triển ra, chân khí toàn thân phun trào, trường thương giống như rồng ra biển, trong nháy mắt đã bay lên. Cái gì? Vốn vương sùng ở phía đối diện không để ý tới một chút nào, căn bản không coi đây là chuyện to tát. Thế nhưng khi nhìn thấy một thương đâm tới, hắn lập tức cảm thấy sợ hãi nổi da gà, suýt chút nữa đã bị sợ đến mức hồn phi phách tán. Mặc dù chiêu này coi như là động tác đơn giản, xấu xí, lại không có một chút hoa lệ nào. Thế nhưng lại mang tinh khí thần, sức mạnh toàn thân của người tu luyện tập trung ở một điểm. Một khi bộc phát ra, quả thực, quả thực chính là một chiêu số cao minh nhất trong thương pháp. Âm âm, thời gian không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, sức mạnh toàn thân của vương sùng trong nháy mắt đã bạo phát, một thương đã được đánh ra, tiến lên nghênh đón toàn lực thi triển, tu vi của hắn cũng đã được thể hiện ra. Võ giả thất trọng thông huyền cảnh hậu kỳ. Len keng keng. Hai thanh trường thương đụng nhau ở trên không trung, sóng khí mạnh mẽ thổi xung quanh đến mức giống như đau cắt. Xoạt 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 xoạt. Trương huyền liên tục lùi về sau bảy, tám bước rồi mới ngừng lại, vương sùng thì đứng tại chỗ mà không hề bị dao động. Vừa mới va chạm đơn giản đã lập tức phân ra cao thấp. Trương huyền không sử dụng tới tất cả thực lực, Hắn áp chế chỉ dùng lực lượng hơn 40 đỉnh, cho nên đương nhiên không ngăn được lực lượng của cường giả thông huyền cảnh hậu kỳ xung kích. Chỉ là, thân thể hắn cường hãn, chân khí tinh khiết, tuy rằng lùi về sau thế nhưng ngay cả một chút tổn thương cũng không có. Không hổ là đại sư thương pháp, lợi hại. Thấy chiêu số xuất phát từ thiên đạo mà cũng bị đối phương ung dung ngăn cản, trong lòng Trương Huyền không khỏi cảm khái. Hắn âm thầm khâm phục, mà Vương Sùng ở phía đối diện thì sợ đến mức sắp ngất đi một thương nhìn như đơn giản của đối phương lại làm cho hắn bị ép tới mức phải thi triển ra thực lực ẩn giấu, mấu chốt nhất chính là. Dù chân hắn không nhúc nhích, xem ra hơi chiếm chút thượng phong. Thế nhưng trên thực tế ngược lại khó chịu, khí huyết tích tụ, không ngờ lại bị thương không nhẹ. Nếu không phải hắn cưỡng ép nhịn xuống, sợ rằng hắn đã sớm phun một ngụm máu tươi ra ngoài rồi. Phải biết rằng hắn là cường giả thông huyền cảnh hậu kỳ, đối phương chỉ là ít huyệt cảnh giữa hai người tranh lệch dòng giã một cấp bậc lớn. Dưới tình huống bình thường không thể vượt cấp chiến đấu. Đương nhiên, nếu như để cho hắn biết, thiếu niên ở phía đối diện chỉ thi triển ra không tới một nửa sức mạnh, khi đó không biết hắn sẽ có cảm tưởng như thế nào. Chiều này rất lợi hại. Sau khi điều chỉnh nửa ngày hắn mới điều hòa hít thở lại được, Vương Sùng không nhịn được tán dương một câu. Đâu chỉ là tốt, quả thực là quá tốt. Hắn luôn cảm giác mình là một thiên tài, cũng đã sáng chế ra không ít thương pháp thế nhưng so sánh với chiêu này quả thực là rác rưởi không thể rác rưởi hơn được giống như tranh lệch giữa cạn bã và bảo thạch vậy vậy là tốt rồi chiêu này ta muốn truyền thụ cho học sinh của ta không biết vương huynh có thể chỉ điểm giúp ta một chút hay không nhìn xem có vấn đề gì đó hay không như vậy cũng dễ điều chỉnh trương huyền không nhịn được nói một câu vấn đề vương sùng hơi đỏ mặt Trường đàn sư, người đang đánh mặt mũi ta sao? Trước tiên không nói chính người tự mình lĩnh ngộ ra thương ý, tiện tay cũng đánh ra thương pháp, quan trọng nhất chính là chiêu này. Ta cũng nhìn không hiểu, làm sao có thể chỉ điểm được chứ? Là đại sư thương pháp, ngay cả chiêu số của đối thủ thi triển thế nào, lại công kích ra sao cũng không hiểu rõ. Tới chính hắn cũng cảm thấy xấu hổ muốn tự sát. Chiêu này, không có vấn đề, người trực tiếp truyền thụ cho học sinh là tốt rồi. Nói xong lời này, Vương Sùng lần thứ hai cảm thấy mặt mình nóng như lửa đốt. Trước đó một canh giờ hắn còn cảm thấy thanh niên trước mắt không hiểu thương pháp, đang làm nhục thương pháp, mà hiện tại. Hắn lại cảm thấy chính hắn đang làm nhục thương pháp. Người ta nhìn thư tịch một canh giờ, không chỉ lĩnh ngộ ra được thương ý mà còn sáng chế ra thương pháp châu bò như thế. Mà hắn, luyện tập thương hơn 40 năm lại vẫn có bộ dáng rác rưởi như vậy. Trong nháy mắt hắn cảm thấy có một ngụm máu tích tụ ở ngực, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ phun ra. Lúng túng qua đi, một suy nghĩ lớn mật xuất hiện trong đầu hắn. Chiêu này của đối phương đem sức mạnh toàn thân tập trung rồi bạo phát, ẩn chứa ý vị của thương ý. Nếu như mình có thể học được, có lẽ còn có thể đột phá ràng buộc cuối cùng, lĩnh ngộ ra thương ý. Trương đan sư, chiêu này của ngươi, có thể dạy ta một chút hay không? Trần chờ một chút, hắn xấu hổ nói. Ngươi muốn học, tốt, ta có thể dạy ngươi. Trương Huyền sững sờ, lập tức cười nói. Hai người nói chuyện, Âu Dương Thành ở bên cạnh nghe thấy vậy không nhịn được lảo đảo một cái. Không phải hôm nay Trương Huyền tới đây học tập thương pháp của Vương Sùng hay sao? Sao, đến cuối cùng lại đổi vị trí vậy chứ? Chương 153, Học chiến thạch 1. Nếu như thiên đạo thương pháp không phối hợp với thiên đạo thần công hình thành chân khí, như vậy coi như học được thì uy lực cũng sẽ không có lớn như bản thân hắn. Lại nói hắn mượn thư tịch của người ta mới hội tụ ra được chiêu số này, như vậy có truyền thụ cho đối phương cũng không có gì. Vì lẽ đó, khi Vương Sùng đưa ra yêu cầu, Trương Huyền không có một chút trần chờ nào mà lập tức đồng ý. Đương nhiên, hắn cũng không thể truyền thụ bản hoàn chỉnh được. Thiên đạo thương pháp quá mức đáng sợ, coi như cắt đi một phần cũng có thể xưng tụng là tuyệt thế vô song. Ta, Vương Sùng thuận miệng nói ra, không nghĩ tới đối phương lại đồng ý, hắn kích động tới mức toàn thân run rẩy hai mắt đỏ hồng. Cao thủ bình thường, khi sáng chế ra chiêu số sẽ rất ít khi truyền ra ngoài, không phải con cháu đích truyền thì sẽ không tiết lộ ra ngoài. Không nói đâu xa, lấy hắn làm thí dụ, chiêu số mà hắn sáng lập, ngoại trừ nhi tử ra, người ngoài hầu như không có người nào biết được. Bị Trương Đan sư trước mắt này, chiêu số cao minh như thế, nói truyền là truyền, phần phẩm chất này, phần tâm cảnh này. Chiêu này cao minh đến cực điểm, ta nghĩ cũng không dễ học. Do dự một chút, Vương Sùng nói. Coi như đối phương truyền thụ thì bản thân hắn cũng không thể tay không đi học, làm như vậy bất kể là từ điểm nào cũng đều không phù hợp với quy củ. Cũng giống như cưới khuê nữ về làm vợ vậy, nhất định phải đưa ra lễ hỏi, trên đời nào có cơm chưa miễn phí cơ chứ? trương đan sư muốn mua đan dược, đang thiếu không ít kim tệ, ta thấy không bằng ngươi đưa ra chút để làm học phí đi. Âu Dương Thành nói xen vào. Trương Huyền mua dược liệu từ chỗ hắn vẫn còn chưa giao tiền lên. Mà hắn cũng biết, nhất định đối phương đang nghĩ biện pháp, nếu vị lão hữu này của bản thân muốn báo đáp đối phương, còn không bằng trực tiếp trả tiền, bớt đi sức lực. Nếu không, học tập võ kỹ của người ta, kém cỏi nhất cũng là tình nghĩa sư đồ, nếu như thật sự có yêu cầu đặc thù nào đó, bất kể như thế nào cũng phải làm A. À. Không nói đâu xa, nói muốn học võ kỹ mà hắn sáng chế ra. Dạy hay là không dạy đây? Tốt, tốt. Biết dụng ý của lão hiếu, vương sùng vội vàng gật đầu, lại quay đầu dặn dò quản gia. Chỉ trong chốc lát, quản gia đã đưa ra một sấp kim phiếu, lại đưa tới trong tay của Trương Huyền. Đây là học phí, mong rằng Trương Đan Sư vui lòng nhận lấy. Nếu không, ta sẽ không tiện học tập. Vương Sùng nói. Cái gì? Trương Huyền chớp mắt. Như vậy cũng được sao? Ta tới đây học tập thương pháp, làm sao lại? Biến thành dạy học, còn, kiếm tiền nữa chứ. Chỉ là, nhìn một sấp kim phiếu trong tay này, chỉ ít cũng có 200 vạn, quả thực đúng là không cách nào từ chối được. Sau khi thu tiền, Trương Huyền chậm rãi thi triển thương pháp một lần, lại tỉ mỉ giới thiệu phương pháp vận công. Không hổ là đại sư thương pháp, tuy rằng không lĩnh ngộ được thương ý, thế nhưng nghiên cứu đối với thương pháp đã sâu tới tận xương tủy. Trương Huyền chỉ diễn luyện một lần thì hắn cũng đã gần như học được. Tuy rằng uy lực so với hắn kém không ít, thế nhưng phương diện chiêu số và vận công cũng đã không còn bất cứ vấn đề gì nữa. Đa tạ trương đan sư truyền thụ. Sau khi học được chiêu này Vương Sùng mới biết nó mạnh mẽ, trong lòng rất là thán phục. Có thể đoán ra được, nếu để cho hắn tu luyện, chỉ sợ không tới một năm là có thể chân chính lĩnh ngộ ra thương ý, khi đó thực lực sẽ đại tiến. Mặc kệ có trả trả học phí hay không, vị trương huyền này đều có tình nghĩa nửa sư đồ với hắn. Cái gọi là tình nghĩa nửa sư đồ là chỉ mang phương pháp tu luyện của mình chỉ người khác học tập một chiêu, hai chiêu, hoặc là được đối phương chỉ điểm. Đối phương đã học xong, Trương Huyền cũng không có cần thiết phải ở lại nơi này mà cùng Âu Dương Thành xoay người cáo từ. Âu Dương hội trưởng, người tiếp tục chú ý giúp ta những đan dược kia, đến lúc đó ta sẽ đến lấy. Rời khỏi phủ đệ của vị đại sư thương Pháp Vương Sùng này, Trương Huyền mới nói. Yên tâm đi, Âu Dương Thành liên tục gật đầu. Trước đó hắn còn muốn người thanh niên trước mắt này cố gắng học tập, có có thể trở thành luyện đan sư nhị tinh thứ nhất từ trước tới nay trong Thiên Huyền Vương quốc, hiện tại, loại suy nghĩ này ngay cả một chút cũng đã không còn. Chưa bao giờ học thương pháp, chỉ nhìn thư tịch một canh giờ đã ung dung sáng chế ra chiêu số mà ngay cả Vương Sùng cũng sùng bái không ngớt, lĩnh ngộ thương ý. Người như thế sớm muộn gì cũng sẽ một bước lên trời, danh dương thiên hạ. Trở về học viện, dưỡng thể dịch ôn mạch đan và tụ linh đan đã tới tay, hắn cũng nên đưa những thứ này cho nhóm học sinh này, khiến cho bọn họ đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Cáo từ Âu Dương Thành, không bao lâu sau hắn đã trở lại lớp học của mình. Chỉ là lúc này lại phát hiện ra chỉ có một mình vương dĩnh tu luyện ở bên trong, mấy đệ tử khác đều không có mặt. Bọn họ đi đâu rồi? Trương Huyền Cao mày nói. Bản thân mình nghĩ biện pháp giúp cho bọn họ nhanh chóng để cao thực lực mà đám gia hỏa này thì tốt, lại không thèm tu luyện bọn họ, bọn họ. Không nghĩ tới Trương lão sư lại xuất hiện vào lúc này, Vương Dĩnh sợ đến mức rụt cổ lại, miệng nói chuyện lắp ba lắp bắp. Ngày hôm qua lúc rời đi Trương lão sư đã từng nói, có chuyện bận rộn, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào giảng bài được. Làm sao vừa đi một chút đã trở lại rồi vậy? Nói. Trương Huyền sầm mặt lại, nói: Vì kiếm tiền giúp bọn họ kích hoạt thể chất mà hắn không ngại sát hạch luyện đan sư, giả mạo danh sư, chạy chung quanh nghĩ biện pháp thế nhưng bọn họ thậm chí ngay cả đến cũng không tới quả thực làm cho người ta giận dữ sớm biết như vậy hắn còn phí những tâm tư này làm gì nữa chứ may áo cho người khác sao bản thân không nỗ lực coi như lão sư có chuẩn bị nhiều hơn nữa đồ cho dù tốt hơn nữa thì cũng khó có được thành tựu giống như bùn nhão vậy không nhắc lên được a à? càng nghĩ càng giận khuôn mặt trương huyền tái nhợt lão sư vương dĩnh run cầm cập tính cách nàng vốn yếu đuối giờ khắc này nhìn thấy lửa giận trương lão sư thiêu đốt làm cho nàng gần như sắp nói không ra lời. Kéo kẹt, đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, người còn chưa tới thì thanh âm đã vang vọng. chương 154, học chiến thai 2. Vương Dính, nhanh đi qua hỗ trợ, đánh tới rồi. Vừa mới nói được một nửa thì đã, nhìn thấy Trương Huyền đứng ở trong phòng, sắc mặt âm trầm như băng, thanh âm của người này lập tức bị chặn lại trong cổ họng. Trương lão sư, thân thể người vừa tới cũng run lên. Là mập mạp viên đào. Đánh tới rồi, gọi người hỗ trợ, ta bảo các người tu luyện, là để cho các người kéo bè kéo lũ đánh nhau hay sao? Thanh âm của Trương Huyền lạnh lẽo giống như băng. Chúng con, sắc mặt viên đào tái nhợt. Chỉ có một chút tài học mà đã đi ra ngoài kéo bè kéo lũ đánh nhau, có phải các người cảm thấy đã không cần người lão sư như ta nữa rồi không? Nói thật, không phải Trương Huyền tức giận, mà là đau lòng. Tuy rằng thời gian ở chung với mấy học sinh này không dài, thế nhưng hắn đã coi bọn họ là người thân cận nhất của mình. Hắn vì bọn họ mà nỗ lực, bọn họ thì lại tốt. Đi ra ngoài kéo bè kéo lũ đánh nhau, đánh không lại còn trở về gọi người. Chuyện này khiến cho hắn có cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành kim. Trương lão sư, không phải. Bên trên khuôn mặt béo mập của viên đào lập tức hiện lên vẻ lo lắng. Không phải, vậy ngươi nói cho ta nghe một chút, đánh nhau, còn gọi Vương Dĩnh hỗ trợ là có ý gì? Nếu như có nửa câu nói dối, hiện tại ta sẽ khai trừ ngươi, sau này đừng mong làm môn hạ của ta." Trương Huyền khoát ống tay áo. Nếu như đám hài tử này không đáng để bồi dưỡng thì bản thân hắn cũng lười suy nghĩ. Thua thì thua, cùng lắm thì rời khỏi Thiên Huyền Vương quốc, rời khỏi Hồng Thiên học viện. Hắn nắm giữ Thiên Đạo thư viện trong tay, trời đất bao la, có nơi nào mà không đi được. Sở dĩ hắn ở lại chỗ này còn không phải là bởi vì quyến luyến đối với nơi này, bởi vì tiền thân làm lão sư. Lại thêm trách nhiệm của mình đối với những học sinh này hay sao? Vâng, viên đào run cầm cập một chút, lại cắn răng một cái. Là như vậy, ngày hôm nay học viện phát tài nguyên tu luyện, nói người là Lão sư kém cỏi nhất cho nên không có tư cách lĩnh. Chúng con tức giận không nhịn nổi cho nên mới đi tìm bọn họ lý luận, vì vậy mới bắt đầu tranh chấp. Phát tài nguyên, Trương Huyền sững sờ, lúc này hắn mới nhớ tới, mỗi tháng học viện đều sẽ phát tài nguyên tu luyện nhất định cho lão sư. Tài nguyên bao nhiêu đều phải căn cứ vào số lượng học sinh, thành tích sát hạch của giáo viên tạo nên đánh giá tổng hợp. Những tư nguyên này, lão sư có thể để bản thân sử dụng, cũng có thể lựa chọn khen thưởng cho học sinh ưu tú để làm khích lệ. Thông thường sẽ do phòng học sinh của học viện phát thay. Phòng học sinh là nơi quản lý, sát hạch học sinh khống chế giáo sư, phân phát tài nguyên cho học sinh. Lúc nhập học triệu nhã ở gần 10 vị trí đầu, không cần ở quần thể ký túc xá, cũng chính là trụ sở của cơ cấu phân phối này. Mang ta tới đó. Biết bọn họ không phải, à vô duyên vô cớ kéo bè kéo lũ đánh nhau, là đang ra mặt thay mình. Trong lòng trương huyền ấm áp, lửa giận tiêu tan không ít. Đám nhóc con này. Vâng. Viên đào không dám phí lời mà đi đầu dẫn đường, vương dính cũng theo sát ở phía sau, ba người đi ra bên ngoài. Phòng học sinh, chuyện trương lão sư, giáo sư công hội đã có chứng minh trong sạch rồi, sao chu lão sư lại giữ lại tài nguyên không đưa ra chứ? Vẻ mặt trịnh dương giận dữ nhìn thanh niên ở trước mắt. Đây chính là người vừa mới trở thành lão sư năm nay, chu thiên. Rõ ràng, có văn kiện không, có thông cáo không? Lông mày chu thiên nhíu lại, có vẻ đùa cợt nếu không có thứ gì đó chứng minh thì Trương Huyền vẫn là lão sư không điểm kém cỏi nhất trong sát hạch lão sư. Cho hắn cũng là lãng phí, không có tài nguyên đừng trách ta, muốn trách thì trách mình đã tìm nhầm lão sư A. Trong của cải, bạn bè, đất đai, tài nguyên thì tiền tài chiếm vị trí thứ nhất, đủ để thấy được tầm quan trọng của tiền tài. Chính vì như thế, lúc trước Vương Dĩnh lúc ghi danh, nghe nói tài nguyên của Trương Huyền không nhiều cho nên mới có trần chờ Hồng Thiên học viện, Mỗi tháng đều phân phát cho học viên, lão sư một ít vật tư tu luyện. Phần lớn là một ít đan dược cấp thấp, tác dụng đối với lão sư không lớn. Thế nhưng đối với học viên vừa mới bắt đầu tu luyện lại là thứ tốt tuyệt hảo. Rất nhiều người nhanh chóng tiến bộ đều là dựa dẫm vào những vật này. Ngày hôm nay là ngày phân phát những thứ này, bọn họ lại được thông báo là mình không cho, cho nên đương nhiên phải đến hỏi cho rõ. Coi như giáo sư công hội chưa phát văn kiện xuống thì ta nhớ chỉ cần là lão sư của Hồng Thiên Học Viện, dù cho thành tích bết bát như thế nào, chỉ cần có học viên thì vẫn có tư cách lĩnh sinh tức tán a. dựa vào cái gì mà ngươi lại không cho? Triệu nhã bước lên phía trước. sinh tức tán là vật tư tu luyện mà các học viên lớp dưới thường dùng nhất, có thể khiến cho học viên tụ tức cảnh, có thể đẩy nhanh tốc độ cảm ngộ linh khí. vật này không tính là đan dược, ngay cả loại người không thông qua sát hạch học đồ như Văn Tuyết cũng có thể ung dung phối chế, giá trị không cao cho nên chỉ cần là lão sư có học viên thì cũng có thể lính không cho tài nguyên quý trọng người có thể kiếm cớ thế nhưng ngay cả vật này cũng không cho đó chính là cố ý gây chuyện đúng là học viện có quy định này thế nhưng cũng có điều khoản nếu như học viên không có giá trị bồi dưỡng thì có thể không phân phát các ngươi không tuân theo sắp xếp của phòng học sinh chạy tới cãi lộn coi như ta từ chối thì cũng là hợp tình hợp lý nhí mắt chu thiên nhấc lên nói Ngươi. Thấy đối phương quyết định không cho mấy người mình, Triệu Nhã tức giận tới mức hít thở dồn dập, vẻ mặt ửng hồng. "Làm sao? Không phục sao?" Chu Thiên nhếch miệng lên. "Không phục cũng được, ở kia có học chiến đài thai, có thể khiêu chiến học viên môn hạ ta. Chỉ cần chiến thắng tất cả bọn họ, ta không chỉ cho các ngươi sinh tức tán mà coi như cho các ngươi sinh tức hoàn thì cũng không có vấn đề gì cả. Nhớ kỹ, đây chính là sinh tức hoàn." Không phải các người vẫn tranh cãi vì trương huyền muốn tài nguyên hay sao. Tuy rằng thứ này không phải đan dược chân chính, thế nhưng cũng cách biệt không xa. Đối với cường giả ích huyệt cảnh cũng có tác dụng, lão sư phổ thông một tháng chỉ có thể lĩnh một viên. Nếu như dám khiêu chiến, mà còn đồng thời thành công, ta có thể cho các người ba viên. Học chiến thai, nếu như học sinh và lão sư có mâu thuẫn, là một trong các phương thức giải quyết. Nó chỉ đứng sau sư chiến đài thai, ý tứ rất đơn giản chính là chỉ cần học viên khiêu chiến vị lão sư này có thể quét ngang. Như vậy vị lão sư này sẽ phải chủ động xin lỗi. chương 155, Trương Huyền quyết định một Sinh tức hoàn. Ba viên. Nghe thấy hắn nói như thế, mấy người trịnh dương, triệu nhã lập tức hít thở dồn dập Sinh tức hoàn là đồ vật đặc hiếu của Hồng Thiên học viện, ngay cả luyện đan sư công hội cũng không mua mua được nó có thể giúp tốc độ hấp thu linh khí của võ giả tăng nhanh khiến cho người ta nhanh chóng tiến bộ trương lão sư vì chúng ta đã làm nhiều chuyện như vậy lại không cầu báo đáp người làm học sinh chúng ta cũng có thể vì người mà làm một cái gì đó ánh mắt trịnh dương rất là kiên định từ nhỏ đến lớn hắn đều một mình tu luyện khổ sở nghiên cứu vốn tưởng rằng khi đến học viện lão sư cũng chỉ chỉ điểm nghi hoặc giải quyết vấn đề nhưng trương lão sư lại khiến cho hắn rất nhiều cảm giác ấm áp và không tầm thường vì hắn mà sáng tạo công pháp phù hợp chỉ điểm chỗ thiếu hụt bên trên của tu hành vì giúp bọn họ tăng cao thực lực mà thậm chí còn mạo hiểm đi luận đan tất cả tất cả đều khích lệ cảm động đối với hắn từ nội tâm có khả năng trương lão sư sẽ không quan tâm tới những tư nguyên này thế nhưng tất cả lão sư đều được phát mà chỉ có người không có chuyện này liên quan đến tôn nghiêm làm học sinh bất kể thế nào chúng ta cũng phải tranh. Triệu Nhã cũng cắn chặt răng. Trương lão sư có thể tiện tay đưa Hàn Dương mẫu thảo giá trị 10 vạn ra, mặc dù sinh tức hoàn không tệ, thế nhưng chắc chắn sẽ không được người đặt vào trong mắt, nhưng chuyện này đã không phải là vấn đề tài nguyên, mà là mặt mũi. Nhiều lão sư như vậy đều có, mà chỉ người không có, nếu chuyện này truyền đi, tôn nghiêm ở đâu? Nếu người có việc không có ở học viện, như vậy, lão sư, mặt mũi của người những học sinh như chúng con sẽ vì người mà tranh tôn nghiêm của người chúng con sẽ bảo vệ thay người ánh mắt đám người triệu nhã trịnh dương lưu dương kiên định không có chút trần trờ và dao động nào được chúng ta khiêu chiến học chiến thai gật đầu đồng ý trịnh dương gỡ trường thương từ phía sau lưng xuống từng đoạn từng đoạn được kéo lên cổ tay rung lên mang theo thanh âm nghẹn ngào dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ nhảy lên đây chính là do các ngươi tự lựa chọn, đừng hối hận. Chu Thiên chợt cười gần, bàn tay lớn vẫy một cái, nói. Đi ra đi, có người muốn khiêu chiến các ngươi, đây là lúc để cho bọn họ đẹp mặt. Chỉ cần đánh thắng bọn họ, ta sẽ cho mỗi người các ngươi một phần sinh tức tán. Xoạt xoạt xoạt, nương theo tiếng quát, một đám người đi tới, tất cả đều là học sinh mới của năm nay, có tới 4, 50 người. Học sinh của ta tổng cộng có 47 người, Ta không quan tâm các người có mấy người. Chỉ cần vượt qua tất cả bọn họ thì coi như thắng. Khóe miệng Chu Thiên Dương lên. 47. Khóe miệng mấy người triệu nhã, Trịnh Dương nhếch lên. Hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới, vị này lão sư mới năm nay lại có thể có thể thu được nhiều học sinh như vậy. Đánh đi, không thể mất mặt. Học chiến thai có quy củ của học chiến thai, có thể lựa chọn xa luân chiến, cũng có thể lựa chọn đồng thời đối chiến với nhiều người chỉ cần có thể đánh bại tất cả học viên của vị lão sư này thì coi như thắng lợi. Nếu đã đưa ra lựa chọn, như vậy cũng không gì phải do dự. Thân thể nhảy lên, trịnh dương dẫn đầu nhảy lên võ đài. Siêu! Lập tức, một người học viên của Chu Thiên cũng nhảy lên. Chiến đấu trực tiếp bắt đầu. Chu Thiên! Nhanh chân đi về phía trước, sau khi nghe viên đào giải thích xong, Trương Huyền cao mày. Vị lão sư này bất kể là tiền thân hay là sau khi sống lại hắn cũng chưa đắc tội qua a, à, vì sao đối phương lại cố ý nhầm vào mình chứ? Tuy rằng so với bên ngoài học viện rất yên bình, thế nhưng cũng là giang hồ, có đủ loại minh tranh ám đấu. Nhưng hắn ta là lão sư của phòng học sinh, lại không có bất luận xung đột lợi ích gì với bản thân. Dưới tình huống phát này cũng được, không phát cũng được này, rất nhiều vị lão sư sẽ không chọn không nể mặt mũi như vậy. Huống chi mới vừa lật đổ chủ nhiệm các học sinh cũng không biết nhiều làm lão sư nhất định đã biết được tin tức lúc này còn cố ý gây phiền phức đây không phải là cố ý hay sao con nghe nói hắn từng là học sinh của thượng thần trưởng lão có thể ở lại làm lão sư cũng là một tay người sau xử lý viên đào nói ra tin tức không biết nghe được từ nơi nào thì ra là như vậy như vậy thì mới giải thích thông được bản thân trương huyền khiến cho thượng thần trưởng lão bị mất chức vị chủ nhiệm phòng giáo dục thậm chí còn có thể bị giáo sư công hội xử phạt. Làm học sinh của hắn, đương nhiên phải nghĩ biện pháp ra mặt thay lão sư. Chỉ là, mặt của ta không phải dễ đánh như vậy. Biết được nguyên do, Trương Huyền khẽ lắc đầu một cái. Muốn đánh mặt của ta cũng không phải là không thể, thế nhưng phải nhìn xem tay của ngươi có đủ cứng hay không. Phanh, 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 liên tục mạnh mẽ đánh mấy quyền vào trên lưng Trịnh Dương cảm thấy miệng mình ngọt đi. Dường như bàn tay nắm chặt trường thương cũng có chút mềm đi. Trải qua mấy ngày tiến bộ, tu vi của hắn đã lần thứ hai gia tăng lên một đoạn dài. Học sinh của Chu Thiên Lão Sư không phải là đối thủ của hắn. Chỉ là hắn không chịu nổi số lượng nhiều. Đây đã là người thứ năm rồi, hắn có chút không kiên trì được nữa. Nếu như chỉ là sa luân chiến đơn thuần thì cũng không đến mức mệt nhọc như thế. Dường như đối phương đã sớm có dự mưu khi giao đấu với hắn từng người từng người di động ở chung quanh căn bản không chính diện giao phong mục đích chính là tiêu hao thể lực của hắn chịu đựng nhất định phải kiên trì trịnh dương cắn chặt răng dùng hết chút sức lực cuối cùng trường thương run lên đánh bại học viên thứ năm ha ha không kiên trì được nữa rồi sao cười to một tiếng tên học sinh thứ sáu nhảy tới một chân đá vào ngực trịnh dương liên tục lùi về sau bảy tám bước nếu không phải có một luồng ý niệm kiên trì, sợ rằng hắn đã sớm rớt xuống giao đấu thai rồi. Không kiên trì được thì đừng có đứng trang bước ở chỗ này đi. Dám khiêu chiến tôn nghiêm của chu lão sư chúng ta, cút xuống đi. Tên học viên thứ sáu cười gần một tiếng, tay cầm trường côn rồi đánh tới. Audio điện tử võ tấn bền Trường 156, Trương Huyền quyết định 2 Nhìn tốc độ lần này, một khi bị đánh chúng tuyệt đối sẽ bị thương nặng. Ngăn cản. Vẻ mặt dữ tợn, Trịnh Dương muốn giơ trường thương trong tay lên để ngăn cản, thế nhưng hắn lại phát hiện ra trước sau mình vẫn chậm một bước. Hắn biết một côn này sẽ đánh chúng mình, hắn không còn biện pháp gì khác cho nên không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại. Vốn hắn tưởng rằng mình sẽ lập tức miệng phun máu tươi, từ trên học chiến thai rơi xuống dưới. Thế nhưng không nghĩ tới đợi nửa ngày cũng không có động tính hắn vội vàng mở mắt ra thì đã lập tức nhìn thấy một hình bóng không cao lớn lắm thế nhưng lại kiên định khiến cho người ta có thể tin cậy đang đứng ở phía trước trường côn của tên học viên thứ sáu đang điên cuồng đánh tới lại bị hắn kẹp vào giữa hai ngón tay bất kể đối phương dùng sức thế nào cũng không thể tránh thoát trương lão sư chỉ liếc mắt nhìn qua thì hắn đã nhận ra được đạo thân ảnh trước mắt này chính là trương huyền lão sư người không phải người không ở học viện hay sao làm sao lại đến đây rồi? Người dùng ngón tay kẹp lấy côn của đối phương quả thực là Trương Huyền. Hắn đi theo phía sau viên đào, vừa tới đến đã nhìn thấy cảnh này cho nên lập tức nhảy tới. Còn chừng 10 ngày nữa chính là ngày đánh cực cùng lục tầm lão sư, này mấy tên tiểu tử này không thể bị tổn thương, bằng không cũng đừng mong đánh cực gì nữa. Chu Thiên bởi vì thượng thần bị mình lật đổ cho nên căm hận trong lòng. Hắn biết mình không phải là đối thủ của Trương Huyền cho nên cố ý dùng ngôn ngữ làm mấy người Trịnh Dương tức giận, chỉ sợ cũng là có ý đồ này. Chỉ cần đám người Trịnh Dương bị thương, khi sư giả bình chắc hắn sẽ phải thua không thể nghi ngờ. Bởi vậy, thấy thời gian không kịp, hắn trực tiếp nhảy qua. Trương Huyền, người có ý gì vậy? Học sinh của ngươi muốn tiến hành khiêu chiến học chiến thai, thân là lão sư, người còn muốn ra tay đối với học trò của ta hay sao? Nhìn thấy hắn xông lại, Chu Thiên không có bao nhiêu bất ngờ, hai mắt sáng lên. "Ra tay đối với người học sinh của ngươi, ngươi cả nghĩ quá rồi." Ngón tay búng một cái, trường côn của đối phương lập tức bị cắt thành vài đoạn, Trương Huyền vỗ tay một cái, mí mắt khẽ nhấc lên. "Vậy ngươi nhảy lên học chiến thai là có ý gì? Chẳng lẽ muốn đổi ý? Chỉ là, dường như đã chậm, mấy vị học sinh này của ngươi đã đồng ý khiêu chiến học chiến thai, hơn nữa đã làm cho năm vị học sinh của ta bị tổn thương." cho nên tỷ thí ngày hôm nay cũng phải tiếp tục không tiếp tục cũng phải tiếp tục không thể thuận theo ngươi trừ phi nói đến đây khóe miệng chu thiên nhếch lên cười lạnh trừ phi chính ngươi chịu thua thừa nhận học sinh của ngươi không bằng học sinh của ta không thể chịu thua ngày hôm nay coi như dùng hết toàn lực chúng ta cũng sẽ chiến thắng nghe thấy đối phương trào phúng trần trụi mấy người trịnh dương siết chặt nắm đấm sắc mặt đỏ lên nếu như ngày hôm nay chịu thua thật, như vậy sau này bọn họ cũng không thể ngẩng đầu lên được ở học viện nữa. Chịu thua? Trương Huyền lắc lắc đầu. Ngươi chưa tỉnh ngủ hay sao? Hừ, đã như vậy thì lại tiếp tục, kính xin Trương lão sư xuống cho. Chu Thiên vùng ống tay áo. Học sinh giao đấu với nhau, lão sư như ngươi nhúng tay vào khó tránh khỏi có chút lấy lươn ép nhỏ a. Đừng có gấp. Trương Huyền khẽ mỉm cười, nói, ta không chịu thua cũng không nói muốn tiếp tục giao đấu trên học chiến thai. Không tiếp tục, tỷ thí trên học chiến thai đã bắt đầu, sẽ không thể dừng lại. Hiện giờ mới hối hận cũng đã chậm." Chu Thiên Hừ lạnh nói. "Quyết định của học trò ta là của ta, nếu bọn họ khiêu chiến học chiến thai, đương nhiên ta không có gì để hối hận." Trương Huyền nhìn sang mấy học sinh của mình, nói: "Chỉ là, ta cảm thấy khiêu chiến học chiến thai nho nhỏ quá vô vị, không bằng trực tiếp đánh sư chiến thai." không biết người có dám đồng ý hay không. cái gì, khiêu chiến sư chiến thai, không phải tên này điên rồi đó chứ? có phải là đầu óc có vấn đề hay không? sư chiến thai là học sinh khiêu chiến lão sư, mấy học sinh của hắn vừa nãy ta cũng đã nhìn qua. khiêu chiến học chiến thai cũng khó mà thắng lợi được mà còn muốn khiêu chiến lão sư, đây không phải là nằm mơ hay sao? các lão sư khác và học viên khác của phòng học sinh nghe thấy trương huyền nói, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm xứng sờ tại chỗ. Học chiến thai, học sinh bất mãn đối với lão sư thì có thể khiêu chiến tất cả học sinh dưới chướng bọn họ, bức ép nhận sai. Mà sư chiến thai là nơi học viên trực tiếp khiêu chiến vị lão sư này, một khi thắng lợi, nhận sai chỉ là thứ yếu, bất kể là tôn nghiêm hay là mặt mũi, đều sẽ phải chịu sỉ nhục rất lớn. Đương nhiên, học sinh có đẳng cấp thấp hơn lão sư không ít, chiến đấu không thể thắng được. Cho nên vì công bằng, đối chiến ở sư chiến thai, nhất định lão sư phải hạ thấp tu vi giống như học sinh vậy dù vậy cũng không phải là công bằng thật sự người có thể làm lão sư bất kể là tầm mắt nắm giữ đối với chiến đấu đều hơn xa học viên coi như là cùng cấp bậc thì người sau cũng không thể thắng lợi được không những mọi người sửng sốt ngay cả mấy người trịnh dương triệu nhã cũng lảo đảo một cái suýt chút nữa đã ngất đi vốn bọn hắn thấy mấy người mình khiêu chiến học chiến thai đã đủ coi trời bằng vung không biết trời cao đất rộng rồi thế nhưng trương lão sư càng lợi hại hơn vừa mở miệng đã là sư chiến thai người đang đùa hay sao vị chu thiên lão sư này tuy rằng ở trong chư vị lão sư không có tu vi cao chỉ là võ giả tứ trọng bì cốt cảnh sơ kỳ thế nhưng cũng là lão sư thật sự không phải là tồn tại mà những tiểu nhân vật nhất trọng tụ tức cảnh như bọn họ có thể chiến thắng sư chiến thai người muốn để cho những học sinh này khiêu chiến ta Chu Thiên có cảm giác như đang được nghe chuyện cười êm tai nhất trên thế giới. Sao vậy, không dám sao? Trương Huyền nhìn sang hắn. Ha ha, là chính ngươi muốn chết. Chu Thiên cười to một tiếng, nói. Được, ta đồng ý, nếu như ngươi thắng, ta có thể trực tiếp cho ngươi 10 viên sinh thức hoàn, nhưng nếu như thua. Kha kha, cũng không cần ngươi phải giao ra đồ vật gì cả, chỉ cần trực tiếp quỳ xuống cho ta là được chương 157, truyền thụ thương pháp 1. Được, chỉ cần ngươi không quyệt nợ là được. Trương Huyền cười cợt, trực tiếp đồng ý. Trương Lão Sư, nghe thấy hắn lại đưa ra quyết định này, vẻ mặt mấy người triệu nhã đều có chút lo lắng. Đùa gì vậy chứ? Tuy rằng mấy ngày nay tu vi của bọn họ tiến bộ không ít, thế nhưng muốn chiến đấu cùng một vị Lão Sư. Cũng là chuyện không thể. Trực tiếp đồng ý, đây không phải là chờ chịu thua hay sao? nếu ngươi đã tự tin như thế, được lắm, bọn họ cùng tiến lên, hay là từng người từng người xa luân chiến. Chu Thiên cười khanh khách nhìn về phía bọn họ. Trương Huyền chỉ có 5 học sinh, coi như hạ thấp tu vi, xa luân chiến thì cũng không phải là đối thủ của hắn. Xa luân chiến, ngươi cả nghĩ quá rồi, chỉ bằng vào thực lực như vậy của ngươi, ta tùy tiện chỉ một học sinh cũng đã có thể đánh bại ngươi nha. Trương Huyền lắc đầu, ngươi, thấy đối phương xem thường mình như vậy, sắc mặt Chu Thiên trở nên hết sức khó coi. Không thèm để ý tới tên này, Trương Huyền nhìn về phía mấy người triệu nhã. Bị hắn nhìn, trong lòng tất cả mấy người đều trở nên căng thẳng. Học chiến thai bọn họ cũng không thắng được, lúc này còn khiêu chiến lão sư. Vừa rồi mấy người các ngươi không có chiến đấu, để cho các ngươi khiêu chiến Chu lão sư, thực sự là... Giết gà dùng đao mổ trâu, trịnh dương, ngươi lên đi. Trương Huyền nhìn quanh một vòng, tiện tay chỉ tay về phía một người. Nghe thấy hắn nói như thế, hai mắt tất cả mọi người xung quanh đều tối sầm lại. Đại ca, người trang bức như vậy có khỏe không? Coi như thật sự muốn trang bức thì cũng phải phù hợp với thực tế a. À. Tên Trịnh Dương này trước tiên không nói thực lực ra sao. Thế nhưng hắn vừa mới đại chiến một hồi, thể lực gần như đã tiêu hao sạch sẽ, người không thấy hắn ngay cả thương cũng không cầm nổi, hiện tại để hắn giết một con gà, sợ rằng cũng không giết chết được lúc này ngươi còn bảo hắn đi đối chiến cùng Chu Thiên. Hơn nữa còn, xiết gà dùng đao mổ trâu. Xiết gà dùng đao mổ trâu cái lông A. Nhìn dáng vẻ của tên này, coi như Chu Thiên không ra tay, sợ rằng cũng không kiên trì được bao lâu rồi sẽ tự mình ngã xuống A. Không những mọi người có biểu cảm quái lạ mà ngay cả khóe miệng của Trịnh Dương cũng co giật một chút. Lão sư, con, hắn sắp phát điên rồi. Có phải trương lão sư đang nói đùa hay không? hắn có bao nhiêu cân nặng hắn tự mình biết rất rõ ràng hiện tại tùy tiện chỉ một học sinh nào đến hắn cũng không chống đỡ được lại còn đối chiến với chu thiên lão sư đừng nói hắn ta áp chế tu vi đến võ giả nhất trọng coi như áp chế tới mức tu vi gần như không có thì hắn cũng không chiến thắng được a à. hắn đang muốn nói cho trương lão sư tình huống thân thể của mình thế nhưng còn chưa dứt lời thì đã nghe thấy thanh âm nhàn nhạt của đối phương vang lên không cần phải vui vẻ đánh bại vị chu lão sư này rồi cao hứng cũng không muộn. Cao hứng, cao hứng cái lông a, à. Con sắp khóc nha, người không có nhìn ra sao. Thân thể trịnh dương lay động, hắn cảm giác bất cứ lúc nào mình cũng sẽ ngất đi. Đây là tự bản thân người muốn chết. Thấy cảnh này, chu thiên tưởng là trương huyền đang cố ý khiến cho hắn không chịu nổi. Hắn tức giận tới mức khóe miệng co giật, trong mắt có hung quang đại thịnh. Trước khi chiến đấu, ta muốn dạy hắn một chiêu thương pháp, chu lão sư cảm thấy không có vấn đề chứ. Không để ý tới sắc mặt kỳ dị của mọi người xung quanh, Trương Huyền nhìn về phía Chu Thiên rồi nói. Gần gả ra ngoài mới nghĩ tới việc mua nhẫn, sợ rằng hơi muộn nha. Chu Thiên hừ lạnh rồi nói. Chậm hay không quan trọng lắm, chỉ cần có thể thắng được ngươi là được. Trương Huyền cười nhạt, sau đó đi tới trước mặt Trịnh Dương, nói. Đến đây, để lão sư dạy cho ngươi một chiêu thương pháp, Nhìn thật kỹ, cố gắng học. Nói xong hắn tiếp nhận trường thương từ trong tay đối phương, bàn tay run lên, lập tức đánh ra ngoài. Chiêu này nhìn qua không có bất kỳ kết cấu gì cả, tùy ý đến cực điểm, căn bản không giống như là chiêu số mà lại giống như là tùy tiện đâm ra, đùa giỡn vậy. Tên này không phải tới đây là để chọc cười mọi người đó chứ. Đây mà hắn cũng gọi là thương pháp sao? Cho đầu heo được lại đây, để nó nhìn một chút sợ rằng cũng không bằng lợn cái đây cũng gọi là thương pháp hay sao ta đã từng thấy người lừa phụ mẫu thế nhưng đây lại là lần thứ nhất nhìn thấy lừa học sinh có lẽ trịnh dương xong đời rồi bái vào một lão sư như vậy dù có lợi hại đến đâu cũng sẽ xong đời a à. trương huyền truyền thụ ở trước mặt mọi người không có ẩn giấu một chút nào tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng toàn bộ dáng vẻ của chiêu kia mỗi một người đều cảm thấy đầu óc mình như ngừng chuyển động cái này cũng gọi là thương pháp coi như là thiêu hỏa côn, chọn hỏa diễm cũng tinh diệu hơn gấp mấy lần so với chiêu số này. Học được không? Không để ý tới mọi người đang nghị luận, Trương Huyền nhìn về phía Trịnh Dương rồi hỏi. Học? Trịnh Dương khóc. Chiêu này cũng nói là học được sao? Hắn từ lúc 6 tuổi đã bắt đầu lần thứ nhất nắm lấy thương. Chiêu số so với chiêu này còn lợi hại hơn rất nhiều. Được rồi, nếu đã học được thì đi lên đánh bại Chu lão sư đi. Trương Huyền gật gật đầu, bàn tay vỗ vỗ lên trên người Trịnh Dương. Nghe thấy lời nhắn nhủ của hắn, Trịnh Dương đang muốn khóc ra thành tiếng thì đã cảm thấy nơi bàn tay của Trương lão sư tiếp xúc với bả vai hắn có một luồng chân khí hùng hậu trong nháy mắt đã dọc theo kinh mạch tuôn ra. Đạo chân khí này hùng hậu không gì sánh được, hơn nữa lại còn tinh khiết đến cực điểm. Đi tới đâu, nơi trước kinh mạch tích tụ trong cơ thể đều nhao nhao bị phá tan. Giống như thân thể trong nháy mắt phá vỡ một loại gông xiềng nào đó như ăn đại bổ đan, cảm giác toàn thân mệt mỏi biến mất hầu như không còn, cả người lần nữa khôi phục lại, tinh thần tràn ngập. Mệt mỏi cũng giống như bị bệnh nặng, cũng là do kinh mạch bế tắc dẫn đến, những chỗ bế tắc này dưới chân khí tinh khiết của Trương Huyền, căn bản không tính là gì. Đừng chống lại, vận chuyển dọc theo phương hướng chân khí của ta, điều chỉnh hô hấp. Chương 158, truyền thụ thương pháp 2 trong lúc hắn đang cảm thấy kỳ quái thì bên tai vang lên tiếng truyền âm của trương lão sư. Biết lão sư không hại mình, trịnh dương vội vàng tập trung tinh thần, điều chỉnh hô hấp. Giang giác, giang giác, giang giác, đạo chân khí tiến vào trong cơ thể kia lập tức dọc theo kinh mạch, lại dùng phương thức đặc thù vận chuyển. Trong một sát na, trịnh dương cảm giác như mình đã biến thành một thanh trường thương bất cứ lúc nào cũng sẽ đâm thủng bầu trời vậy. Đây là phương pháp vận chuyển nội thức của thương pháp. Vào giờ phút này, Trịnh Dương có ngốc đến mấy cũng đã hiểu rõ đang xảy ra chuyện gì. Bất kể là thương pháp hay là võ kỹ, không chỉ có chiêu số, quan trọng nhất chính là phương pháp vận chuyển nội tức. Chỉ có nội tức vận chuyển đúng thì mới có thể thôi thúc ra thương pháp, phát huy ra uy lực mạnh nhất. Bằng không, cái gọi là chiêu số, nhiều nhất cũng chỉ đẹp đẽ hơn một chút. Thế nhưng uy lực lại hầu như không có. Tuy rằng Trịnh Dương chưa từng tiếp xúc qua thương pháp lợi hại gì cả, thế nhưng từ nhỏ đã làm bạn với thương, đã sớm hòa thương pháp vào trong cốt tủy. Cho nên phương pháp vận chuyển nội tức vừa mới hình thành ở trong người thì hắn đã hiểu rõ. So với tất cả thương pháp mà học được, thậm chí đã từng gặp qua còn cao minh hơn rất nhiều. Chiều vừa nãy xem ra rất bình thường, kẻ ngu si cũng có thể học được. Thế nhưng một khi phối hợp với bộ tâm pháp này, như vậy sẽ hóa phức tạp thành đơn giản, đại xảo không công. Không ngờ trên đời này lại có chiêu số lợi hại như thế. Trong nháy mắt vẻ mặt hắn đã trở nên si ngốc, quả thực là không thể tin được. Chiêu này đã không thể dùng hai từ huyền diệu để hình dung nữa, quả thực chính là khó có thể tưởng tượng ra được. Trong lúc đang kích động, trong tai hắn lại vang lên tiếng của lão sư. "Đừng do dự, nhanh làm quen với phương pháp vận chuyển nội tức, sau đó cố gắng xứng đôi cùng thương pháp." "Vâng." biết trương lão sư đang truyền thụ cho hắn thương pháp cao minh cho nên trịnh dương không dám tiếp tục suy nghĩ lung tung mà tập trung tinh thần, cảm mộ khí tức vận chuyển. Mỗi một võ kỹ đều sẽ có phương pháp vận chuyển nội tức đặc thù. Giống như lót đường cho người tu luyện vậy, mở kinh mạch bế tắc ra từng chút một, phiền phức không gì sánh được, cần phải tiêu tốn rất nhiều tinh lực. Lấy trịnh dương hiện giờ làm ví dụ, tu vi hắn chỉ là võ giả nhất trọng tụ tức cảnh. Trong cơ thể chỉ có nội tức, ngay cả chân khí cũng không hình thành, muốn học chiêu này rồi mở ra con đường vận chuyển nội tức, không có một hai năm, trên cơ bản là chuyện không thể. Chỉ là, hiện tại thì lại không giống nữa. Chân khí của trương lão sư tinh khiết đến cực điểm, đi tới đâu, tất cả các nơi bế tắc trong cơ thể đều trở nên thông thuật, không tới hai hô hấp đã mở ra một vòng tuần hoàn thông suốt, nội tức nhanh chóng di chuyển, không còn một chút ràng buộc nào nữa. Cái này, đã luyện thành rồi sao? Nội tức trở nên thông suốt, Trịnh Dương nhất thời hiểu rõ, bộ thương pháp hắn muốn triệt để học được cũng phải chìm đắm mấy năm. Được rồi, trước tiên đạo chân khí này sẽ ở lại bên trong cơ thể của con. Con cứ tiếp tục giả vờ không có khí lực, khi chiến đấu cùng với Chu Thiên nhất định phải một đòn đánh chúng. Âm thanh của Trương Huyền tiếp tục truyền đến. Biết ý của hắn, Trịnh Dương âm thầm gật gật đầu, đồng thời trong lòng cũng có chút kỳ quái. Vì sao chân khí của Trương Lão Sư lại có thể ở lại trong cơ thể hắn, mà không xuất hiện sự xung đột. Công pháp tu luyện của võ giả không giống nhau thì thuộc tính chân khí cũng không giống nhau. Bởi vậy, chân khí của một người tiến vào trong cơ thể của người khác, đừng nói là không thể giúp đột phá mà còn rất dễ xung đột, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Chân khí của Trương lão sư tiến vào trong cơ thể hắn, không ngờ lại không có một chút xung đột và mâu thuẫn nào. Chuyện này khiến cho hắn có chút khó mà tin nổi. Chỉ là, hắn cũng biết, lúc này không phải lúc nghĩ những thứ này. Hắn ôm quyền, nói: "Chu lão sư, đến đây đi." Nói xong hắn lắc lư đi đến sư chiến thai. Nhìn thấy dáng vẻ bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió thổi bay của hắn, mọi người đang xem trò vui không khỏi dương mắt nhìn nhau. "Trời, thật sự tới chiến sao? Học thương pháp mà ngay cả một con heo cũng có thể thi triển, thân thể bất cứ lúc nào cũng sẽ té xỉu, người đánh thế nào đây?" Da mặt của Chu Thiên cũng run run, trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ. Trùng kế, nhất định tên này đã sớm quyết định bỏ người học sinh này, lại cố ý khiến cho hắn không chịu nổi. Dậy một chiêu ngay cả gà cũng không giết chết được để đối phó với bản thân. Chẳng phải đã cho thấy, bản thân hắn ngay cả gà cũng không bằng hay sao? Trương Huyền, xem như ngươi lợi hại. Cho rằng đối phương đang cố ý nhục nhã bản thân, Chu Thiên cắn răng một cái, cũng nhảy lên tỉ thí thay. Mong rằng Chu lão sư hạ thủ lưu tình. Ra vẻ suy yếu Trịnh Dương gian nan giờ trường thương lên. Nhìn thấy hắn làm ra một động tác đơn giản như vậy mà cũng mệt đến mức đầu đầy mồ hôi, tất cả mọi người đều không biết nên nói gì. Sư chiến thai, nơi này đã rất nhiều năm không có ai khiêu chiến, không nghĩ tới lần thứ nhất khiêu chiến lại có thể khôi hài như vậy. Chuyện này truyền đi, sợ rằng cũng kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Lão sư, không bằng để con thay Trịnh Dương đi. Triệu Nhã không nhịn được nói một câu. Cứ nhìn là được. Trương Huyền cũng không có giải thích. Thấy dáng vẻ như đã định liệu từ trước của lão sư, trong lòng Triệu Nhã tràn ngập nghi hoặc, thế nhưng nàng cũng không dám hỏi nhiều mà lần nữa nhìn lại trên đài. "Lưu Tình, muốn trách thì trách Trương lão sư của ngươi đi." Đoán ra dụng ý của Trương Huyền, trong lòng Chu Thiên như phún lửa. "Như vậy, học sinh thất lễ vậy." Trịnh Dương biết nếu không tự mình ra tay thì đối phương sẽ do thân phận hạn chế mà không xuất thủ trước. Hắn cũng không phí lời, trường thương run lên trực tiếp đâm thẳng tới. Mũi thương run run giống như không hề có một chút sức mạnh nào cả. Chính là chiêu số rác rưởi vừa nãy Trương Huyền đã dạy hắn. Hừ, nhìn thấy tên này vẫn dám sử dụng chiêu này, Chu Thiên càng thêm tức giận. Miệng hừ lạnh một tiếng, áp chế tu vi đến võ giả nhất trọng tụ tức cảnh, cũng không sử dụng binh khí mà dùng bàn tay để nghinh đón. Tay không đấu với trường thương. Dù vậy, dưới đài cũng không có một người nào xem trọng trịnh dương. Tất cả đều cảm thấy nhất định tên này sẽ chịu xui xẻo. Chính là lúc này, thấy đối phương quả nhiên xem thường mình, tay không nghênh đón thương, ánh mắt Trịnh Dương sáng lên, đạo chân khí của Trương Huyền trong cơ thể hắn đột nhiên tuôn ra. Cả người hắn trong nháy mắt đã thay đổi, nếu như nói vừa nãy là con cừu ngoan ngoãn thì lần này, không ngờ đã biến thành lão hổ hung mãnh. Ầm ầm, một đạo thương mang đâm thẳng ra, đâm thẳng vào ngực của Chu Thiên. Cái gì? Con người có rụt lại, Lông tơ trên người Chu Thiên đột nhiên dựng đứng lên. Chương 159, ca tới đây là muốn làm cho người mất mặt một. Thân là lão sư, lại là cường giả võ giả tứ trọng bì cốt cảnh, coi như Chu Thiên không học được thương pháp thì vẫn có thể nhìn ra sâu cạn của chiêu này. Thương mang gào thét, uy lực 10 phần, áp bức không khí giống như cơn lốc gào thét, đừng nói là áp chế tu vi, coi như dùng hết toàn lực thì sợ rằng cũng khó có thể chống lại được. Một tiểu tử thuộc tức cảnh, làm sao lại có thể một lần bùng nổ ra lực lượng to lớn như vậy chứ? hắn cảm thấy sắp phát điên rồi. Trương Huyền, con mẹ nó người chơi ta. Lúc này hắn có mốc tới mấy cũng biết mình đã bị trúng kế. Khó trách tên này lại tự tin như vậy. Trịnh Dương này từ khi nào mạnh như vậy chứ? Trong lòng không kịp nghĩ nhiều nữa, hắn cũng không dám tiếp tục áp chế lực lượng. Hai cỗ chân khí từ trong bàn tay dâng trào ra, muốn phong lại thương mang. Chỉ là. Triều thiên đạo thương pháp này ngay ca loại võ giả thất trọng thông huyền cảnh lại là đại sư thương pháp như vương sùng cũng không chống đỡ được huống chi là hắn ô hanh báng thương mạnh mẽ đánh lên trên ngực miệng vương sùng ngòn ngọt, ngọt phun ra một ngụm máu tươi thân thể lập tức bay ngược ra ngoài từ trên sư chiến thai rơi xuống mặt đất vô cùng chật vật yên tĩnh yên lặng như tờ cái gì một thương đánh bại chu thiên lão sư trời ạ à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sau khi há hốc mồm mọi người ồ lên một trận vốn bọn họ tưởng rằng chu lão sư ra tay đối phó với một học sinh bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống đất như vậy một ngón tay là có thể ung dung nghiền ép được thế nhưng trước mắt là trò quỷ gì vậy chứ dưới một thương của học sinh này chu lão sư không chỉ làm trái quy tắc phóng thích tất cả lực lượng mà vẫn bị một lần đán bay như cũ không phải ta nhìn nhầm đó chứ ai đó có thể nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì không con mắt của mấy người triệu nhã lưu dương viên đào cũng trợn tròn có chút khó mà tin nổi nhìn về phía trịnh dương tên này mỗi ngày đều ở cùng bọn họ thực lực ra sao bọn họ đều biết rất rõ ràng làm sao lại mạnh như vậy chứ hơn nữa người khác mạnh mẽ thì cũng chỉ là lợi hại thêm một chút chuyện có vẻ như có chút đột nhiên quá mức a cường giả võ giả tứ trọng bì cốt cảnh bị một thương đánh bay có phải chúng ta đang nằm mơ hay không không phải là nằm mơ là chiêu thương pháp kia mấy người đồng thời quay mặt nhìn về phía trương huyền bọn họ cũng phát giác ra mặc dù trịnh dương có thể đại triển thần uy thế nhưng nhất định là chiêu thương pháp do trương lão sư hắn dạy cho chỉ có điều chiêu thương pháp này nhìn thế nào cũng thấy giết không chết gà làm sao lại trâu bò như vậy chứ cánh tay của học sinh chu thiên vốn đang giơ lên định vỗ tay dương oai cho lão sư thế nhưng bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới Lời nói còn chưa hô ra thì đã xuất hiện kết quả này, vẻ mặt mỗi người như mơ, không biết làm sao bây giờ. Lão sư. Sau khi kịp phản ứng lại, tất cả đều chạy tới, nâng Chu Thiên dậy. Ngươi, đứng dậy, điều tức một chút. Lúc này Chu Thiên mới cảm thấy thoải mái hơn nhiều, hắn lạnh lùng nhìn về phía Trương Huyền. Lúc đang muốn nói chuyện thì đã thấy Trịnh Dương cầm trong tay trường thương đi tới, lại ôm quyền nói. Chu lão sư, đa tạ. Phốc Nghe thấy hắn nói như thế, Chu Thiên hơi đỏ mặt, phun ra một ngụm máu tươi. Đa tạ muội muội ngươi a. À. Lão tử hận không thể đánh chết ngươi tại chỗ, ai biết được thương pháp của ngươi lại quái dị như thế chứ. Đường Đường là lão sư lại thua một học sinh. Hắn chỉ cảm thấy mặt mình nóng rát như bị người ta mạnh mẽ đánh vào. Chu lão sư, vừa nãy ngươi đã nói, nếu như ta thắng thì ngươi sẽ cho ta 10 viên sinh tức hoàn, xin lão sư lấy ra trịnh dương hưng phấn bước lên phía trước tuy rằng tức giận thế nhưng chu thiên cũng biết lần này mất mặt là chuyện khó tránh khỏi nếu như thua trên sư chiến thai mà lại chống chế thì sẽ mất hết mặt mũi cắn răng một cái hắn từ túi áo lấy ra một cái bình ngọc rồi đưa tới vội vàng tiếp lấy trịnh dương mở nắp bình ra quả nhiên bên trong có một loạt sinh tức hoàn khí tức chuyển ra ngoài linh khí bức người lão sư vội vàng đưa sinh tức hoàn tới trước mặt trương huyền vẻ mặt Trịnh Dương rất là hưng phấn. Vừa giữa trưa bọn họ đến phòng học sinh cãi lộn đó là vì Trương lão sư cần những tư nguyên này, tuy rằng khổ cực. Thế nhưng cuối cùng vẫn thành công. Đáng ghét, nhìn thấy dáng vẻ của hắn, trong lòng Chu Thiên nhỏ máu. Một lão sư một tháng mới có thể có được một viên, 10 viên sinh thức hoàn, đối với hắn cũng là một số của cải lớn. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không để cho Trương Huyền thoải mái. Hừ, Trương Huyền, cho ngươi thì sao chứ? những sinh thức hoàn này là do học sinh ngươi thắng giúp ngươi, vốn ngươi đã không tư cách nắm giữ, ta không tin ngươi có thể ung dung thoải mái dùng nó. có được những đan dược này thì thế nào chứ? học sinh nhọc nhằn khổ sở giúp ngươi đạt được, ngươi còn không biết ngại đi dùng sao? chỉ cần không cần cũng giống như không đạt được nó a. À. dùng. trương huyền tiếp nhận bình ngọc, lắc lắc đầu nói loại đồ vật rác rưởi này ai thèm dùng? nói xong, bàn tay run lên. Tóm tóm, Bình Ngọc đã bị hắn ném vào trong bể nước cách đó không xa. a à, chuyện này, thấy cảnh này, toàn bộ mọi người giật nảy mình, Chu Thiên cũng xứng sở tại chỗ. Hắn ta làm cái gì vậy? mươi 160, ca tới đây là muốn làm cho người mất mặt hai. Đây chính là 10 viên sinh thức hoàn, giá trị mấy ngàn kim tệ nha, trực tiếp ném đi. Ngay cả mấy người trịnh dương, Triệu Nhã cũng sướng sờ đứng tại chỗ. Không cần cảm thấy kỳ quái như vậy. Tuy rằng sinh tức hoàn có thể trợ giúp người tu luyện nhanh chóng hội tụ linh khí, nhưng nếu dùng nhiều sẽ làm cho người ta xuất hiện tính ỉ lại, không tốt đối với tu luyện về sau. Nhìn thấy bọn họ như vậy, Trương Huyền xoay cổ tay một cái rồi lấy ra một cái bình ngọc, ném cho mọi người. Đây là đồ vật mà ta chuẩn bị cho các ngươi, dùng hết ta lại đi kiếm một chút. Trong lúc nghi hoặc, mấy người Triệu Nhã tiếp nhận bình ngọc, vừa mở ra nhìn một chút cả đám giật nảy mình sinh thức đan trong bình ngọc có từng viên từng viên đan dược tròn vo tỏa sáng tỏa ra mùi thơm xuyên vào xương cốt không ngờ lại là sinh thức đan đây mới chân chính là đan dược đối với võ giả tu luyện có tác dụng cực mạnh sinh thức hoàn so sánh với nó quả thực chính là chênh lệch giữa bùn nhão và bảo thạch không thể cùng so sánh được đây là sinh thức đan mấy vạn kim tệ một viên ở bên ngoài hay sao một lần hắn lấy ra hai bình, mấy chục viên, nhiều như vậy đan dược chính thức đưa cho học sinh dùng. thân thể chúng nhân run rẩy một cái, cảm giác mình sắp phát điên rồi. nhiều sinh thức đan như vậy, chỉ ít giá trị cũng tới mấy trăm ngàn kim tệ, ném cho học sinh vì tiện dùng. trời ạ, à, có cần phá sản như thế hay không? khó trách người ta không để sinh thức hoàn vào mặt, nói đùa, ai có nhiều sinh thức đan như vậy thì cũng không để thứ đồ chơi kia vào mắt nha. phốc. Chu Thiên thân thể run rẩy một cái, suýt chút nữa đã ngất đi tại chỗ. Hắn chỉ cảm thấy hai gò má mình đỏ chót, bị đánh tới mức sắp bị phế tới nơi rồi. Tùy tiện dạy học sinh một chiêu số rác rưởi mà lại có thể đánh mình giống như cho chết, sinh thức hoàn mà bản thân hắn xem như bảo bối quý trọng không ngớt thì người ta lại coi như rác rưởi ném đi như thế. Đại ca, không phải ngươi là lão sư có đãi ngộ tiền lương kém cỏi nhất trong học viện hay sao? Từ khi nào trở nên trâu bò như thế cơ chứ? Lão sư, những thứ này đều là của chúng con sao? Không những mọi người phát rồ mà mấy người triệu nhã cũng không thể tin được. Đương nhiên là cho các ngươi, không phải ta nói với các ngươi rồi sao? Làm học sinh của ta, học viện chỉ có một ít đồ NWS vậy cần gì phải tranh chứ? Trương Huyền ra vẻ chỉ tiếc mài sắt không thành kim, lắc đầu một cái. Cổ tay xoay một cái, một cái hồ lô xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Vương Dính, đùi con bị thương, kinh mạch bị hao tổn, đây là dưỡng thể dịch mà ta chuyên môn tìm cho con. Sau khi trở về hòa với nước ngâm 3 ngày liên tục, tất cả mầm hỏa sẽ bị tiêu trừ. Lưu Dương, con luyện sai võ kỹ, ôn mạch đan này là thứ mà ta tìm được ở trong luyện đan sư công hội. Cố gắng tu luyện trong thời gian ngắn thì tổn thương trước đó cũng có thể giải quyết. Vâng. Vương Dính, Lưu Dương đi lên phía trước, tiếp nhận hai loại đồ vật dưỡng thể dịch, lẽ nào là dưỡng thể dịch của luyện đan sư công hội? Người đã nghe nói qua rồi sao? Đương nhiên ta đã nghe nói qua, lúc trước ta nghe nói vật này có thể làm cho kinh mạch đã bị tổn thương nhanh chóng khôi phục cho nên mới sai người hỏi thăm một chút, một hồ lô như vậy có người nói cũng cần 30 vạn kim tệ. 30 vạn, thật hay giả vậy? Ôn mạch đan là đan dược chân chính, giá trị so với sinh thức đan còn cao hơn. Có người nói một viên đã có giá 20 vạn kim tệ luyện đan sư hoặc là luyện đan học đồ mua có lẽ có thể rẻ hơn một chút. Thế nhưng cũng không rẻ được bao nhiêu. 20 vạn, nói như vậy, không phải hắn vừa ra tay đã là 50 vạn rồi hay sao? Còn có nhiều sinh thức đan như vậy, gộp lại đã hơn 100 vạn rồi. Lại còn tiện tay đưa cho học sinh. Trương lão sư còn thu học sinh không? Ta muốn gia nhập vào làm môn hạ của hắn. Trong đám người có không ít người kiến thức rộng rãi, ôn mạch đan, dưỡng thể dịch, không tính là thứ bí ẩn, cho nên rất nhiều người đều nghe nói qua. Vừa nghe đến giá trị của nó, mỗi người lần nữa trở nên điên rồ. Lão sư sơ cấp của học viện, tiền lương một tháng cũng chỉ là 3, 400 kim tệ, cao cấp cũng không quá 1 ngàn, tiện tay lấy ra hơn trăm vạn đưa cho học sinh tu luyện. Không nói tới lão sư khác, tên Chu Thiên này, học sinh chiến thắng cho nên mới được khen thưởng sinh thức tán, ngươi nhìn người ta một chút mà xem, tiện tay đưa ra đều là đan dược chính thức, dược dịch cực phẩm, con mẹ nó, cùng là lão sư, làm sao lại tranh lệch lớn tới như vậy chứ? Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt hâm mộ tập trung vào trên người mấy người triệu nhã, tất cả ánh mắt khinh bỉ đều tập trung lên trên người Chu Thiên. Nhìn thấy những ánh mắt này, Chu Thiên suýt chút nữa đã lần thứ hai phun ra máu tươi. Trương Huyền, ông nội ngươi, nhất định ngươi cố ý. Cố ý lấy ra những thứ đồ này ở trước mặt ta chính là muốn đánh vào mặt của ta. Ta đường đường là người trưởng quản việc phân phát vật tư trong học viện, là lão sư có công việc béo bở nhất, bây giờ lại bị người ta xem thường không đáng giá một xu. Đi thôi. Sau khi chia đồ vật xong, Trương Huyền khoát tay áo một cái rồi dẫn đầu đi ra ngoài, nhẹ như mây gió, không không nhiễm bụi trần. Phí lời, chuyện này còn cần phải nói sao, đương nhiên là cố ý rồi. Không phải ngươi muốn đánh vào mặt của ta hay sao? Vậy ta sẽ đánh vào mặt của ngươi. Nói thật cho ngươi biết, Kaka ta tới đây chính là đến làm cho ngươi mất mặt. Vâng. Thấy lão sư rời đi, mấy người Trịnh Dương mới từ trong kinh ngạc phản ứng lại, choáng váng đi theo ở phía sau. Đồng thời khuôn mặt từng người có chút lúng túng, ửng hồng. Vốn bọn họ muốn tranh thủ chút tài nguyên cho lão sư, dành vẻ vang cho người, ai biết. Đến cuối cùng bọn họ mới phát hiện ra, trương lão sư căn bản không quan tâm tới những tư nguyên này. Cũng đúng a, à, người có thể tiện tay lấy ra nhiều đan dược như vậy nhiều dược liệu như vậy, một ít cái gọi là sinh thức tán, sinh thức hoàn sao có thể được người để vào mắt cơ chứ. Lão sư, những đan dược này thực sự quá quý trọng. Khi mọi người lần nữa trở lại lớp học, triệu nhã đi lên phía trước rồi nói. Lần trước nàng đã nhận một gốc hàn dương mẫu thảo, nếu lại lấy thêm những đan dược này, thực sự quá là băn khoăn. Cố gắng tu luyện, giành thắng lợi trong sư giả bình chắc cho ta là được. Trương Huyền xua tay nói lão sư yên tâm nhất định chúng ta sẽ cố gắng thật nhiều nghe thấy hắn nói như thế mấy người triệu nhã đồng thời gật đầu lão sư đã vì bọn họ mà trả giá nhiều như vậy nếu như lại thua khi đó chính bọn họ cũng cảm thấy sẽ không có mặt mũi nào gặp người nữa tốt nhìn thấy tinh thần của mọi người như thế trương huyền thỏa mãn gật gù lại quay đầu nhìn sang trịnh dương người theo ta lại đây nói xong hai người đi vào gian phòng nhỏ Trịnh Dương biết chắc là chuyện về bộ thương pháp mà ngày hôm nay hắn đã học tập, vừa vặn trong lòng hắn cũng tràn ngập nghi hoặc, cho nên hắn không dám do dự mà vội vàng đi theo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 160.